Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Cô ấy có thể tiếp nhận thuộc hạ tư bình của chúng thần phản loạn, nhưng tuyệt đối không tha thứ cho những thần minh tự mình tham gia vào phản loạn. Sau khi tinh chủ Bạch Hổ ngã xuống, thì đến lượt tinh chủ Chu Tước đền tội. Nam đầu tinh quân đền tội, Tây đầu tinh quân đền tội. Thập thần đền tội, Lục đinh lục giáp đền tội. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, những thần minh tham gia phản loạn đã bị tổn hại hết 7 phần còn lại 3 phần thì số lượng cũng nhanh chóng giảm xuống. Bệ hạ Trận chiến này sắp kết thúc rồi, Thanh Long Tinh chủ nuốt ngụm nước bọt rồi nói với Lại Thanh Hoa Đại đế. Ý của hắn rất rõ ràng, nếu như trận chiến đấu này kết thúc rồi mà bọn họ vẫn không ra tay, để đến khi Tiên đạo lấy lại sức thì nhất định sẽ tìm bọn họ tính sổ. Vẻ mặt của Thanh Hoa Đại đế cũng mất đi sự bình tĩnh vốn có trước giờ, ánh mắt liên tục nhìn lên sao trời. Trường Sinh Đại đế đã bị trấn áp, chuyện ngã xuống chỉ là vấn đề thời gian. Chương 828, Thái Ất Trường Sinh 2. Câu Trần Đại Đế tuy rằng uy mãnh tuyệt luân, nhưng vẫn luôn bị tiên đạo vây khốn tứ phía, thiên la địa võng bày ra đó, có một cánh cũng khó thoát. Chúng thần phản loạn đã mất đi thanh thế, không đợi Thanh Hoa Đại Đế ra lệnh thì những thần minh đứng ở vị trí trung lập cũng lần lượt gia nhập chiến đấu, biểu đạt lòng chân thành đối với Mộ Dung Nguyên Duệ. Hiện tại những thần minh đứng trung lập cũng chỉ còn giải rác khoảng 10 vị, đều là những người qua lại gần gũi với cung Thanh Hoa Đế thậm chí còn có vài người là tư binh của hắn. Bọn họ đang đợi, đợi Thanh Hoa Đại Đế quyết toán hạ lệnh. Trong lúc Thanh Hoa Đại Đế vẫn trần trừ không quyết định thì trường sinh Đại Đế của Nam Cực đã bị trọng thương trước khi sắp chết đã tự hủy huyền quan, ý đồ kéo theo cửu thiên đáng ma tổ sư chôn cùng hắn. Công kích hủy diệt do thần đế dùng một đời tạo ra, cửu thiên đãng ma tổ sư căn bản không thể chịu nổi, bị đánh bay xa, ở trên không trung không ngừng hộp máu. Nếu như không có huyền vũ và linh xà hai đại trí cường thiên tôn giúp đỡ cửu thiên đáng ma tổ sư chia sẻ một bộ phận của lực hủy diệt thì cửu thiên đáng ma tổ sư đã khó tránh khỏi cái chết. Tuy rằng cửu thiên đáng ma tổ sư đã tránh được cái chết nhưng thần quang trong mắt cũng đã ảm đạm. lần trọng thương này đã trực tiếp ảnh hưởng đến thần hồn của bản tôn hắn, dẫn đến cảnh giới bị sụp đổ, đời này không còn duyên phận để chứng được đạo tổ nữa. Trường sinh đại đế quyền cao chức trọng là thần đế có uy tín lâu năm của tam giới, lực tín ngưỡng ở nhân gian cũng cực kỳ cường thịnh. Bên trong đạo tàng ghi chép về trường sinh đại đế nhiều vô số kể, thần minh phụ thuộc cũng phải hơn trăm vị, thần thông chú ngữ phụ lục cũng nhiều vô số kể. Trường sinh đại đế ngã xuống khiến tam giới khiếp sợ, người kinh hãi nhất đương nhiên là câu trần đại đế, môi hở răng lạnh, hắn cảm nhận được rõ ràng nhất. Thanh hoa đại đế chỉ đang đợi nữ oa ra tay mà câu trần đại đế thì lại càng đau khổ trông ngóng. Theo sau cái chết của trường sinh đại đế là tất cả những thần minh tham gia phản loạn tiên đạo đều đã bị chu diệt, chỉ còn lại hắn cô độc một mình nghênh chiến với chúng thần tiên đạo. Trận chiến của cấp bậc chí cường đạo tổ không phải là ai cũng có tư cách tham dự, trước mắt chỉ có hai người là Mộ Dung Nguyên Duệ và Tử Vi Đại Đế chiến đấu với Câu Trần Đại Đế, những thần minh còn lại đương nhiên là một mực ở phạm vi bên ngoài khóa chặt khí cơ của Câu Trần Đại Đế, bảo trì tư thế quan sát. Tử Vi Đại Đế có vô tận tinh nguyên, Mộ Dung Nguyên Duệ triệu hồi tứ đại phân thần, bố trí tiên thiên ngũ hành trận vây khốn thân hình Câu Trần Đại Đế. Dưới sự phối hợp hoàn mỹ của hai người, câu trần đại đế ngoại trừ nổi giận liên tục gào thét ra thì căn bản không có bất cứ cơ hội đột phá nào đây là một trận chiến tiêu hao thể lực thời gian được mộ dung nguyên duệ nắm trong tay mắt thấy câu trần đại đế đã sắp thất bại thì thanh hoa đại đế rốt cuộc đã hạ quyết tâm đang định gia nhập vào cuộc chiến tiễn đưa câu trần đại đế một đoạn cuối cùng thì ở xa xăm phía trên sao trời bỗng nhiên truyền đến một đạo thần niệm mạnh mẽ gây ra chấn động cực lớn uy áp của cổ thần niệm này đã đạt đến cực hạn thậm chí vượt qua cả trí cường đạo tổ Nơi thần niệm chỉ đến, chư thiên tinh đấu sinh ra cảm ứng, diễn biến ra nhiều loại pháp tướng của hung thú. Thú hống liên thanh, yêu khí ngút trời. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị vừa mới đến này chính là Hoa Hoàng. Thực lực của nữ Hoa vẫn luôn bị đánh giá thấp, nguyên nhân là bởi vì dù là trận chiến ở núi Tiểu Bạch Sơn, hay là trận chiến ở Hạ Lan Sơn hay là ngày đó trên đình viện bắt đầu quần tinh ở Đông Hải thì bà ta đều sử dụng phân thần, Bản tôn của bà ấy vẫn một mực ở trong cung hoa hoàng sâu thảm trong đại trận yêu nhiếp chư thiên tinh không, nhận lệnh của trời thuần hóa cự thú tinh không, thiên ma ngoại vực. Nữ hoa và phục hy thân như huynh muội nếu như câu trần đại đế không gặp phải tử kiếp tai ương thì nữ hoa căn bản sẽ không rời khỏi đại trận yêu nhiếp chư thiên tinh không. Sĩ khí của câu trần đại đế chấn động mạnh, thương huyền thiên lại bộc phát lực lượng hủy diệt một lần nữa, đánh đến mức mộ dung nguyên duệ không thể không dùng toàn lực biến hóa trận hình, tử vi đại đế cũng không dám đối mặt trực tiếp với đòn tấn công này. Thấy vậy chiến ý của thanh hoa đại đế cũng chẳng còn gì, hắn lại lần nữa quay trở về bình tĩnh. Nếu như nữ oa đã đến rồi thì hắn cần gì phải bán mạng vì tiên đạo. Tiên đạo lần này đã làm quá mức, chỉ trong một đêm mà đã đổ sát mấy trăm vạn thiên binh thần tướng thần cung thần chi. Nữ oa là người của thiên đạo, thiên đạo không lộ diện, thì nữ oa liền có tư cách thay trời hành đạo. Huống chi mộ dung nguyên duệ đã ngưng tụ ra thần cách của chiến thần thái cổ, thoát khỏi hệ thống tu hành của đạo môn do thiên đạo khống chế, nói như vậy thì nữ oa lại càng có lý do để ra tay. Chỉ cần mộ dung nguyên duệ chết đi thì cục diện hỗn loạn trên thiên đình không phải là thứ mà tiên đạo có thể dẹp sạch, quan trọng nhất là tiên đạo có thể chịu nổi việc mộ dung nguyên duệ chết đi hay không. Thanh hoa đại đế càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mưu tính sâu xa, nhìn thấy được thứ mà người khác không nhìn thấy. Trên thế giới này chưa từng tồn tại trận doanh trung lập, cái gọi là trung lập đến cuối cùng đều sẽ biến thành ngư ông đắc lợi thanh hoa đại đế cảm thấy bản thân chính là ngư ông đó sau đó thứ khiến hắn không thể hiểu nổi chính là rõ ràng nữ oa đã xuất động thần niệm rồi vì sao bản tôn vẫn chậm chạp không chịu xuất hiện chẳng lẽ có người đã ngăn cản bà ta thanh hoa đại đế căn bản không thể nghĩ ra được có ai có thể ngăn cản được nữ oa cho dù thái ất tiên tôn ra tay cũng không thể thái ất tiên tôn đã bế quan nhiều năm chẳng ai biết được tạo nghệ thần kiếm của ông ta đã đạt đến cảnh giới gì chỉ biết rằng thọ nguyên của ông ta đã không còn nhiều nhưng lại không ngờ đến Thái Ất Tiên Tôn vốn đã chẳng còn bao nhiêu thọ nguyên nhưng vừa sống một cái đã là ba ngàn năm. Thiên cực cao sử, vũ trụ hư không, nữ oa tính ra câu trần đại đế có tử kiếp nên đến thiên đình giải vây cho hắn. Khi đến nơi cách thiên đình một vạn tám trượng thì nữ oa cảm nhận được một cỗ kiếm ý như có như không. Có người đang mang ý đồ khóa định khí cơ của ba ta. Nữ oa mỉm cười, không thèm để ý mà tiếp tục đi về phía trước đợi đến khi bà ta còn cách thiên đình chín ngàn trượng thì nữ oa lại lần nữa dừng bước kế tiếp trong nội tâm dâng lên sự tức giận bà ta bị tỏa định rồi phúc sinh vô lượng thiên tôn không biết vị đạo hữu nào đang ở đây đợi ta nữ oa phát ra một đạo thần niệm vào một vị trí nào đó bên trong vũ trụ hư không thiên thượng bạch ngọc kinh thập nhị lâu ngũ thành tiên nhân phủ ngã đỉnh kết phát thụ trường sinh là ngươi là ta nôi xong thái ất tiên tôn cầm kiếm xuất hiện từ bên trong hư không đi về phía nữ oa chương 829, Tinh thần kiếm hải một Nguyên thọ của Thái Ất Tiên Tôn đúng là không còn nhiều, vậy nên sau khi ông ấy đạt đến thần kiếm viên mãn đại thành thì không hề lựa chọn hóa thân vì kiếm để tiếp tục đột phá mà lựa chọn bế quan mộ đạo, mang ý đồ có thể tìm thấy phương pháp trường sinh từ bên trong kiếm đạo. Đời người có sinh lão bệnh tử hỏa phúc sớm chiều nhưng mà kiếm không có. Vậy nên Thái Ất Tiên Tôn cho rằng kiếm có thể đem đến cho ông đạo trường sinh. Ông ấy đổi cho thanh kiếm của mình một cái tên mới, gọi là kiếm trường sinh thiên thượng bạch ngọc kinh thập nhị lâu ngũ thành tiên nhân phủ ngã đỉnh kết phát thụ trường sinh ông ấy có tìm ra được phương pháp trường sinh hay không thì chẳng ai biết được nhưng mà quả thật là ông đã sống thêm rất nhiều năm oa hoàng bệ hạ hôm nay bà không nên đến đây thái ất tiên tôn nói tại sao nếu như bà không đến đây thì ta còn có thể sống thêm rất nhiều năm nhưng cô đã đến rồi bà đến rồi thì ta nhất định phải chết nếu như ngươi không muốn chết cũng rất dễ cứ giả vờ như không nhìn thấy cô như vậy thì người không cần phải chết nữa thái ất tiên tôn lắc đầu, nói ta dùng kiếm nhập đạo, kiếm xuất vô hối, ngôn xuất tất hành. Nếu như ta đã đáp ứng mộ dung ngăn cản bà lại thì ta nhất định phải làm được khô dù có phải trả giá bằng sinh mạng của ngươi thì cũng không tiếc. Nữ oa hỏi, không sai thái ất tiên tôn kiên định, gật đầu, cô rất hiếu kỳ, làm sao mà mộ dung nguyên rưỡi có thể thuyết phục ngươi xuất quan được vậy, theo như cô biết thì ngươi căn bản đến trận chiến phong thần cũng không định tham gia, nhân quả nợ ngọc hoàng cũng đã trả hết sạch từ sớm rồi cô ta không nói gì với tôi hết chỉ cho tôi biết được một chuyện chuyện gì nữ oa hỏi ta có ba ngàn đệ tử nhưng trong ba ngàn đệ tử này chỉ có kiếm vô mân kế thừa đạo thần kiếm của ta hắn không nên chết lại càng không nên chết trong tay câu trần đại đế thái ất tiên tôn nói ra xem ra hôm nay ngươi nhất định không chịu dừng tay rồi không sai suất kiếm đi được thái ất tiên tôn chỉ nói một chữ được nhưng thân thể lại không hề động đậy người không động kiếm không động thứ động là tim của ông ta, chiến lực có liên quan đến cảnh giới tu vi, nhưng mà cảnh giới tu vi tuyệt đối không thể đại diện cho chiến lực thực sự. Ví dụ như câu trần đại đế căn bản không phải là đạo tổ, nhưng khi cầm thương huyền thiên trong tay thì có thể phát huy ra được chiến lực của trí cường đạo tổ, phá quân hộ pháp thiên tôn của ma đạo lúc trước cũng vậy, khi cầm đao xuống âm ti để cắt đứt phong xuyên thì cô ấy cũng đã vượt xa cảnh giới của đạo tổ. Nguyên thọ của thái ất tiên tôn không còn nhiều, cho nên ông ta không hề đặt quá nhiều tâm tư ở việc hóa thân vì đạo, vậy nên ông ta cũng không hề chứng đạo tổ. Nhưng mà kiếm trường sinh của ông ta từ rất nhiều năm trước đây đã có chiến lược đạo tổ. Người giống như Thái Ất Tiên Tôn thì đạo tạng đã không thể nào cho ra được cách miêu tả chính xác nhất, giải thích duy nhất chính là người này có thể đã thoát ra khỏi hệ thống tu hành của đạo môn từ rất nhiều năm trước rồi. Lữ Thuần Dương sinh ra vì kiếm, mà Thái Ất Tiên Tôn lại là người sáng tạo ra kiếm đạo của đạo môn. Việc dùng kiếm nhập đạo bên trong đạo môn bắt đầu từ Thái Ất Thiên Tôn, đến cả ma đạo tổ sư cũng đã chịu sự dẫn dắt của ông ấy mà bước vào con đường kiếm tu có thể lữ thuần dương rất nhanh liền có thể vượt qua ông nhưng mà chuyện này không hề ảnh hưởng đến sự vĩ đại của ông ấy mà hôm nay ông ấy sẽ dùng thanh trường sinh kiếm trong tay để chứng minh sự thật này cuối cùng sau khi đã đem kiếm ý trong tim tăng đến cực hạn thì bản thân thái ất tiên tôn cũng đã bắt đầu di chuyển ông ấy biến mất ngay tại vị trí đang đứng sau đó bên trong vũ trụ hư không xuất hiện một thanh kiếm một thanh trường sinh kiếm có thể uy hiếp đến tính mạng của nữ oa bất kỳ lúc nào thần kiếm mỉu mỉu như kinh lôi giữa trốn yên ắng lặng lẽ với thần thông của nữ oa cũng không thể nào phát giác ra được thanh kiếm này sẽ bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu trên trời có mộ dung nguyên Duệ huyết tẩy thiên đình nhân gian có lữ thuần dương đại sát tứ phương ngoại trừ đạo quan tiên đạo bên trong địa phận nhân tộc không hề bị kiếm khí của hắn tẩy phạt thì tất cả những ẩn thế tông môn đạo tràng hải ngoại phúc địa động tiên, bí cảnh tu hành của tiên đạo đều đang bị Lữ Thuần Dương huyết tẩy. Tây Lương, phúc địa lô thủy của tiên đạo, Lữ Thuần Dương hiện thân. Tất cả những đệ tử tiên đạo của phúc địa lô thủy phản kháng đều đã bị diệt sạch, An chân Nhân cũng đã ngã xuống. Lữ Thuần Dương hiếu chiến nhưng không hiếu sát cho nên những đệ tử cấp thấp bình thường kia vẫn còn sống sót. Quỳ dạp xuống đất, không dám ngẩng đầu. Ngay khi Lữ Thuần Dương chuẩn bị tiếp tục đi tìm kiếm đạo tràng của tiên đạo tiếp theo thì bỗng nhiên như cảm ứng được, đứng ở bên bờ sông Lô Thủy nhìn lên trời xanh. Thần kiếm của hắn đã sớm viên mãn đại thành, chẳng qua chỉ còn thiếu vài phần cơ duyên để hóa thân vì kiếm nữa thôi. Đông Hải, Đình Viện Quần Tinh, tôi và Bắc Minh Tú đứng ở quan tinh đài, nhìn lên trời xanh. chương 830, Tinh Thần Kiếm Hải 2 Cửu Thiên Phong Chủ là người nhận được tin tức Thái Ất Thiên Tôn ra tay đầu tiên, sau đó chúng tôi cùng nhau đi lên quan tinh đài, dựa theo phương hướng mà Phong Chủ chỉ, tự xuất ra một đạo thần niệm tiến về phía vũ trụ hư không để quan sát kiếm đạo của Thái Ất Tiên Tôn. Thái Ất Tiên Tôn là nguồn gốc của kiếm đạo trong đạo môn, đến cả ma đạo tổ sư con có thể nhận được giáo huấn từ bên trong kiếm đạo của ông ấy. Kiếm của ông ấy rất đáng giá để tất cả những kiếm tu thể ngộ, đặc biệt là khi ông ấy lấy sinh mạng làm cái giá để xuất ra một kiếm cuối cùng. Nếu như địa điểm quyết chiến không phải ở vũ trụ hư không bên trên 9 tầng trời thì một kiếm này khẳng định có thể ban ơn cho rất nhiều người vũ trụ hư không quá sâu thẳm xa vời, không phải thần niệm của ai cũng có thể đến đó. Vậy nên một kiếm này khẳng định là vô duyên với rất nhiều người. Nhưng mà, chỉ cần là người có thể nhìn thấy một kiếm này thì nhất định sẽ có thu hoạch. Cung hoa hoàng cách nhân gian không biết mấy vạn dặm, khi hòa hóa thân thành nguyên phượng cũng phải dùng toàn lực thì mới có thể đến nơi. Mộ dung nguyên duệ đang đánh cược ở thiên đình, nếu như thái ất tiên tôn thất bại thì thứ chờ đợi cô ấy chính là tử kiếp không thể tránh khỏi. Tiên đạo cần có mộ dung, mà ma đạo tôi cũng cần có một mộ dung thiết huyết đã hóa thân thành chiến thần thái cổ để ngăn cản bước chân của nhân đạo. Âm ti, cửu u cực hạn chi địa, cửu u nữ đế cũng không muốn bỏ lỡ lần thái ất tiên tôn suốt kiếm này. Kiếm của nữ đế đắc đạo nhờ ma đạo tổ sư, mà ma đạo tổ sư còn cần phải học kiếm từ thái ất nên đương nhiên cô ấy cũng không ngoại lệ. Tuy rằng thể ngộ của cô ấy đối với kiếm đạo đã vượt qua thái ất tiên tôn từ sớm, nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến việc cô ấy có thể cảm ngộ được từ một kiếm cuối cùng của thái ất tiên tôn. Bởi vì kiếm đạo vô hưu vô chỉ, căn bản không có tận cùng. Nữ đế bệ Hạ Thái Ất Tiên Tôn có thể ngăn cản được nữ Oa không? Chiến lực của nữ Oa sánh ngang với cô, cho dù Thái Ất Tiên Tôn có đốt cháy thần hồn cũng không thể ngăn cản được bà ta. Cửu U nữ để nói, nói như vậy thì tiên đạo nhất định phải thất bại rồi, chuyện này còn phải xem bà ta có thể cứu được Câu Trần hay không. Nếu như Câu Trần chết thì đương nhiên là nội loạn của tiên đạo đã là định số. Thiên đạo không tham gia vào tranh giành của tam đạo Nữ Oa cũng không còn lý do để tiếp tục ra tay với Mộ Dung Nguyên Duệ nữa. Vậy thì Nữ Oa có thể cứu được Câu Trần hay không? Chuyện này thì phải xem thủ đoạn của Ma đạo rồi ý của Bệ hạ là Ma đạo sẽ ra tay. Ma đạo cần Tiên đạo giúp tranh thủ thời gian, đương nhiên sẽ không trơ mắt mà nhìn Mộ Dung Nguyên Duệ bị Nữ Oa giết chết huống hồ Nữ Oa vốn là tử địch của Ma đạo Mơ đạo không thể trực tiếp tham gia vào trận chiến ở Thiên Đình nên chỉ có thể ra tay từ cung Hoa Hoàng cung hoa hoàng cánh nhân gian quá xa xôi, sợ là ma đạo nước xa không thể cứu được lửa gần. Người tính sót con nguyên phượng ở bên trong quy khư kia rồi phượng hoàng giỏi bay, như cánh diều lượn cao vạn lý, có thể so với côn bằng. Lúc đó khi tôi chọn hy hòa để ra tài thì cũng đã có suy nghĩ đến tốc độ của cô ấy. Cuối cùng Thái Ất Tiên Tôn cũng xuất kiếm rồi. Đối mặt với nữ hoa thì ông ấy chỉ có cơ hội xuất kiếm một lần thôi. Vũ trụ hư không, sao trời đặc biệt lạnh lẽo. Kiếm ý sinh ra từ một ngôi sao không thu hút nhất, sau đó ngôi sao đấy đột nhiên bị kiếm lý tràn ngập trực tiếp nổ tung có ngôi sao thứ nhất rồi sẽ có thứ hai thứ ba kiếm của Thái Ất Tiên Tôn không thể động đến những hành tinh biến chuyển chư thiên thế giới kia nhưng mà những ngôi sao cô độc trôi lơ lửng bên trong vũ trụ hư không thì lại không thể thoát khỏi kiếm khí đỉnh cao của ông ấy lần lượt nổ tung như mưa ngôi sao nổ tung bên trong mỗi một ngôi sao đều mang kiếm ý có bao nhiêu ngôi sao thì có bấy nhiêu kiếm sao rơi như mưa hội tụ thành tinh hà kinh hà chảy xuôi lại hội tụ thành một mảng tinh hải bên trong vũ trụ hư không tinh hải cũng chính là kiếm hải kiếm hải thành hình chảy nghiêng xuống kiếm khí tinh thần vô tận hướng về phía nữ oa chém tới thái ất tiên tôn thiêu đốt thần hồn hóa thành kiếm khí không chỉ diễn hóa kiếm khí của thần kiếm đến đỉnh phong mà còn mượn nhờ lực lượng thần thông của kiếm khí nổ tung diễn sinh ra sau khi thần kiếm viên mãng đại thành để phá vỡ vô số ngôi sao sau khi ngôi sao nổ tung sinh ra năng lượng hủy diệt hợp làm một với kiếm khí hóa thành tinh thần kiếm hải đây chính là bút tích thông thiên của khai phái tông sư kiếm đạo của đạo môn. Đối mặt với công kích của tinh thần kiếm hải ẩn chứa vô cùng vô tận uy lực hủy diệt thì thần sắc của nữ oa đã ngưng trọng đến cực hạn, bà ta cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong. Đỉnh phong đạo tổ, đó là năng lực mà chỉ có ma đạo tổ sư lúc trước mới có. Trong lòng nữ oa sinh ra khủng hoảng, bà ta nhớ đến uy lực một kiếm do một phân thân của ma đạo tổ sư xuất ra xuyên thủng cung oa hoàng. Mà hiện tại thứ ba ta cảm nhận được chính là loại áp lực này chương 831, câu trần ngã xuống một Đối mặt với tinh thần kiếm hải đang chém tới nữ oa cũng không dám ẩn giấu thực lực nữa, trực tiếp dùng vô thượng thần thông tế ra chiêu bài mạnh nhất của bà ta, yêu nhiếp chư thiên. Thái cổ cũng có yêu quái, thái cổ đại yêu ăn sạch vạn vật trong thiên hạ, thái cổ thần ma không thể dung tha cho việc này nên đã diệt sạch bọn chúng. Cắn nuốt là bản năng của yêu tộc thái cổ, trong truyền thuyết, thái cổ đại yêu thậm chí còn có thể nuốt cả sao trời, cũng bởi vì loại bản năng này của thái cổ đại yêu đối với thái cổ thần ma trong tam giới có lực hủy diệt quá mạnh mẽ, phá hủy sự cân đối của vũ trụ một cách nghiêm trọng, cho nên mới bị thái cổ thần ma trong tam giới quét sạch. Nữ oa xuất thế thì thái cổ thần ma trong tam giới đều đã bị thiên đạo diệt sạch, đương nhiên cũng không thể nhận được truyền thừa của thái cổ đại yêu. Nhưng mà trong lúc thiên đạo quyết chiến với thái cổ thần ma thì đã có được một loại công pháp tu hành của thái cổ đại yêu, đem nó truyền lại cho nữ oa. Bộ công pháp này được gọi là yêu nhiếp chư thiên. Đối mặt với tinh thần kiếm hải của Thái Ất Tiên Tôn, nữ oa không hề do dự mà vận chuyển lực lượng thần thông của yêu nhiếp chư thiên, triệu hồi ra một vòng xoáy hư không đen kịt u ám ở phía trên bà ta. Vòng xoáy hư không này giống như lỗ đen, có thể nuốt hết tất cả mọi thứ, đến ánh sáng cũng không tránh khỏi. Tinh thần kiếm hải trút xuống phía dưới. Tinh thần kiếm khí mang uy lực sát phạt vô tận chưa kịp sinh ra uy năng đã bị nữ oa dùng vòng xoáy hư không do yêu nhiếp chư thiên diễn biến ra nuốt sạch. Vòng xoáy hư không sâu không thấy đáy, giống như miệng thú tham lam không biết điểm dừng nhưng mà tinh thần kiếm hải của thái ất tiên tôn ẩn chứa lực lượng hủy diệt quá mạnh mẽ vòng xoáy hư không của nữ oa căn bản không thể nuốt hết toàn bộ thậm chí vòng xoáy hư không còn có dấu hiệu bị vỡ vụn thấy vậy nữ oa không thể không dùng một thủ đoạn khác dùng ngũ sắc thạch chữa trị vết thương bị nứt vỡ của vòng xoáy nữ oa dùng hết tất cả thần thông của bản thân vừa dùng yêu nhiếp chư thiên để nuốt tinh thần kiếm hải vừa dùng ngũ sắc bổ thiên thạch mà bà ta đã tế luyện không biết bao nhiêu năm để chữa trị cho vòng xoáy hư không có thể bị tan vỡ bất cứ lúc nào thời gian dần trôi qua nữ oa đã có thể ổn định thế cục đợi đến khi một mảng tinh thần kiếm khí cuối cùng bị vòng xoáy hư không nuốt hết sạch thì nữ oa mới thở phào một hơi để duy trì cho vòng xoáy hư không vận chuyển nữ oa hầu như đã tiêu hao hết toàn bộ thần niệm ngũ sắc bổ thiên thạch cũng chẳng còn lại bao nhiêu hiện tại bà ta vẫn còn dư sức lực để đi cứu câu trần đại đế nhưng mà cũng đã không còn cách nào để ra tay chấn áp chúng thần tiên đạo nữa mất đi thần niệm mà nữ oa dùng để điều khiển vòng xoáy hư không và tinh thần kiếm hải của thái ất tiên tôn cùng nhau trôn vùi đồng thời còn trôn vùi cả thần niệm tàn hồn của thái ất tiên tôn trận chiến đấu ở bên ngoài bầu trời này cũng đồng thời rơi vào trong mắt của chúng thần ở thiên đình bọn họ cách chiến trường cũng không xa rất dễ dàng có thể nhận ra sự thắng bại của trận chiến này dù là sinh cơ hay là thần niệm thì câu trần đại đế cũng đã cạn kiệt đến không thể cạn kiệt hơn chỉ cần có thể ngăn lại hắn thêm một chút thì hắn chắc chắn phải chết không cần nghi ngờ một khi câu trần đại đế chết thì cục diện hỗn loạn trên thiên đình cũng đã được ổn định nữ oa có đến cũng không thể thay đổi được gì đáng tiếc là nữ oa không hề cho bọn họ có thời gian này hiện tại nữ oa đang cấp tốc hướng về phía thiên đình chạy đến kiếp nạn sinh tử thuộc về bà ta đã trôi qua rồi quả nhân đi ngăn cản bà ta tử vi đại đế nói không cần nữa đã không còn kịp rồi mộ dung nguyên duệ nói nhưng mà mộ dung nguyên duệ không để ông ấy nói xong, hét lớn một tiếng, chiến thần bất bại, ta và câu trần tranh mạng. Dứt lời, mộ dung nguyên duệ càng điên cuồng tăng tốc công kích. Không chỉ có cô ấy mà một đám tướng sĩ của tiên đạo cũng bị chiến ý của cô ảnh hưởng không sợ hãi uy năng trí cường đạo tổ của câu trần đại đế lần lượt gia nhập cuộc chiến. Vạn quân đồng lòng xuất kiếm, muốn tranh thủ trước khi nữ oa đến đây giết chết câu trần, tranh thủ cho mộ dung nguyên duệ một đường sống. Câu trần nghiền ép thần hồn đến cực hạn, liều mạng mà vung thương huyền thiên, phá nát hư không, kích động ra một luồng sóng năng lượng trùng kích hủy diệt. Sự có mặt của nữ oa đã cho ông ta thấy được hy vọng, nhưng cũng gia tăng thêm gánh nặng mà ông ta đang phải chịu. Cũng may, hiện tại ông ta đã có thể không còn cố kỵ mà thiêu đốt thần hồn, chỉ cần có thể sống sót thì thần hồn bị hao tổn cũng không đáng tiếc. Mỗi lần thiêu đốt một phần thì thương tổn sẽ tăng thêm một phần, đến khi thương tổn quá nặng thì thậm chí có thể dẫn đến cảnh giới bị sụp đổ. Cầu Trần Đại Đế yên lặng thiêu đốt, nội tâm nóng như lửa, vô cùng lo lắng chờ đợi nữ oa đến nơi. Rốt cuộc, nữ oa cũng hiện thân trên màn trời thần niệm to lớn bao phủ khắp mọi nơi. Chương 832, Câu Trần ngã xuống khai. Nhìn thấy bóng dáng của nữ oa xuất hiện ở phía chân trời, Thanh Long tinh chủ vô cùng kích động, lại càng bội phục suy đoán của Thanh Hoa đại đế. Thanh Hoa đại đế thì lại càng hưng phấn, chỉ chờ đợi nữ oa ra tay giết chết Mộ Dung Nguyên Duệ thì hắn ta liền có thể vung tay hô to với tiên đạo muốn một vị trí ngang hàng toàn thân câu trần đẫm máu, thần hồn điên cuồng thiêu đốt, một thân một mình chịu sự liên thủ vây công của chúng thần tiên đạo, đã kích phát ra sự phẫn nộ trong lòng nữ oa một cách nghiêm trọng. Nhưng mà ngay khi bà ta đang chuẩn bị cất bước gia nhập cuộc chiến thì bỗng nhiên như cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn về phía cung hoa hoàng. Tây cực, thế lửa mút trời, ánh lửa chiếu dọi vạn dặm Lửa đỏ cháy rực cả cung hoa hoàng, hóa thành một mảng hỏa hải. Nữ hoa bấm tay tính toán, giận không kìm được, quay người quay về cung hoa hoàng. Cung Hoa Hoàng là tượng trưng cho tôn nghiêm của nữ oa lúc trước đã bị một kiếm của ma đạo tổ sư xuyên thủng qua một lần, hiện tại lại bị Hy Hòa dùng biển lửa bao phủ, cơn giận này làm sao mà có để nuốt trôi cho được. Quan trọng nhất chính là ở sâu bên trong cung Hoa Hoàng còn ẩn giấu một yêu nhiếp chư thiên tinh không đại trận, nhận lệnh của trời thuần hóa cự thú tinh không, thiên ma ngoại vực. Một khi bị phá hủy thì bản thân bà ta khó mà tránh khỏi lửa giận của thiên đạo. So với lửa giận của thiên đạo thì sinh tử của câu trần đại đế có tính là cái gì đâu. Đáng tiếc là cho dù bây giờ bà ta trở về kịp thời thì với trạng thái hiện tại căn bản không thể giữ lại Hy Hòa được. Hy Hòa vốn chính là nguyên phượng thần thú chấp trưởng bầu trời bên trong tam đại hỗn độn thần thú. Nữ oa lúc còn ở trạng thái mạnh mẽ nhất cũng chưa chắc đã có thể đuổi kịp tốc độ của cô ấy. Nữ oa cứu ta, nhìn thấy bóng dáng nữ oa dần rời đi xa, câu trần đại đế vô lực phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng. Sau khi nữ oa rời đi, thần hồn của câu trần đại đế cũng đã bị thiêu đốt đến cực hạn bị một kiếm của mộ dung nguyên duệ điểm vào huyệt thần đình thì huyền quan ầm ầm sụp đổ thần hồn cũng theo đó mà bị tận diệt sau khi nam cực trường sinh đại đế ngã xuống thì tây cực câu trần đại đế cũng ngã xuống nơi thiên đình này đến đây thì cuộc chiến chư thần do hôn lễ của mộ dung nguyên duệ và hạo thiên dẫn phát ra rốt cuộc cũng hạ màn trong trận chiến đấu này chúng thần tiên đạo đã bị tổn hại hết 3 phần chết trận tại chỗ và cả sau đó khi thanh toán phản quân thì tổng nhân số lên tới 300 vạn người nhưng mà khí số của tiên đạo lại không bởi vì vậy mà suy sụp ngược lại còn tăng lên trên diện rộng nguyên nhân là bởi vì ở trong trận chiến đấu này mộ dung nguyền duệ đã thể hiện ra đạo chiến thần một cách hoàn mỹ cũng dùng tư thái cường thế của thái cổ chiến thần nắm chắc quyền hành của tiên đạo trong tay uy trấn chúng thần binh quý có tinh nhuệ chứ không quý ở số lượng tiên đạo mà mộ dung cần là quân lệnh như sơn bền chắc như thép khi cuộc chiến chư thần ở thiên đình kết thúc thì tiên đạo bắt đầu tiến vào thời kỳ ổn định khôi phục thần vị còn chống cần phải bù vào, còn về hệ thống thần minh của nhóm thanh hoa đại đế thì cũng cần phải làm sạch. Chuyện này rất khó xử lý, bởi vì thực lực của tiên đạo đã bị tổn hại nghiêm trọng, nếu lại động vào thanh hoa đại đế thì nhất định sẽ lại suy yếu thêm lần nữa. Nhưng mà trong lúc tam giới đang chờ đợi xem mộ dung nguyên duệ sẽ xử lý chuyện này như thế nào thì thanh hoa đại đế đã chủ động giao ra binh quyền. Thanh Long Tinh Chủ cũng đi đến chỗ của Tử Vi Đại Đế để lại lạc ấn thần hồn nguyện ý tiếp nhận sự quản lý của Tử Vi Binh Phù. Còn những thần minh khác đương nhiên là bị Mộ Dung Nguyên Duệ phân ra quản lý, gia nhập vào hệ thống quân sự binh bộ, những thần vị bị trống thì đương nhiên sẽ do những chiến tướng đẳng cấp cao của Tiên Đạo bổ sung vào. Phong cách tàn khốc của chiến thần Mộ Dung Nguyên Duệ khiến cho chúng thần không dám sinh ra dị tâm, đồng thời cũng khiến cho chúng thần nhìn thấy được hy vọng ở cuộc chiến phong thần trên người cô ấy. Thời kỳ chỉnh đốn một tháng qua đi, Mộ Dung Nguyên Duệ ngồi lên ngôi vị chủ nhân của Thiên Đình, thuận lợi lên làm vương. Cũng đã nghiệm chứng câu nói trước kia của cô ấy một nước không thể có hai vua một quân không thể có hai chủ chủ nhân thiên đình quản lý chúng thần đồng thời cũng đem thần uy tỏa khắp toàn bộ nhân gian vốn căn cơ của tiên đạo ở nhân gian đã bị lứ thuần dương hủy diệt dẫn đến hương khói của thần minh tiên đạo ở nhân gian bị suy yếu trên phạm vi lớn sau khi mộ dung nguyên duệ lên ngôi thì hương khói của chúng thần tiên đạo lại bắt đầu phồn vinh tỏa sáng một lần nữa khí số của tiên đạo phát triển không ngừng Cuộc chiến chư thần ở trên thiên đình không chỉ thành toàn cho thái cổ chiến thần mộ dung nguyên duệ mà nhân đạo rốt cuộc cũng nghênh đón thái cổ thần minh thuộc về bản thân. Lữ thuần dương quan sát tinh thần kiếm hải của thái ất tiên tôn rồi ngộ đạo, rốt cuộc cũng hóa thân vì kiếm thoát khỏi hệ thống tu hành của đạo môn, sau đó ở hàm cốc quan bế quan một tháng, ngưng tụ ra thần cách thái cổ kiếm thần. Khí số của nhân đạo cũng vì vậy mà lại dâng lên lần nữa. Tinh thần kiếm hải của Thái Ất Tiên Tôn không chỉ là cơ duyên của Lữ Thuần Dương mà đồng thời cũng khiến cho tạo nghệ ma kiếm của tôi đạt đến cảnh giới viên mãn đại thành. Kiếm thai bên trong huyền quan rốt cuộc không còn là một thanh tàn kiếm nữa. Ngoại trừ ma kiếm thì tạo nghệ quỷ kiếm và thần kiếm của tôi cũng đồng thời có được sự tăng lên mạnh mẽ. Hiện tại, chiến lực của tôi đã đứng vững vàng ở cấp bậc thiên tôn đỉnh phong. Ba mảng kiếm hải có thể khiến đạo tổ cấm kỵ, chủ kiếm của ma kiếm có thể miễn cưỡng phát huy ra được chiến lực của đạo tổ. Quỷ kiếm của Bắc Minh Tú trong trận ban thưởng cơ duyên kiếm đạo của Thái Ất Tiên Tôn này cũng đạt được đại thành viên mãn, mượn mượn uy năng của tử nhân kinh để thoát ra khỏi hệ thống tu hành của đạo môn, chiến lực đề thăng đến cảnh giới đạo tổ. Đáng tiếc là khí số của ma đạo cũng không vì vậy mà tăng lên, vẫn giữ không khí trầm lặng như cũ. Đó là tướng phá quân của ma đạo tôi vẫn chậm chạp không chịu trở về. chương 833, Kiêm Hà không quay về một. Chớp mắt lại qua ba năm, cổ điểm miêu cương vẫn không thấy có động tính gì nhân gian cũng không xuất hiện quá nhiều chuyện hỗn loạn. Nhưng mà tất cả những thứ này đều là sự yên tĩnh trước cơn bão. Bên dưới thiên đạo, đều là con sâu cái kiến, nhân đạo, tiên đạo, ma đạo, âm ti cũng giống như bốn ổ kiến lớn, tranh thủ trước khi mưa đổ xuống chuyển đất đắp cao hang ổ của mình. Hang ổ có kiến trúc kiên cổ nhất không cần nghi ngờ gì hết chính là âm ti, sau khi hấp thu rất nhiều vong hồn chạy ra từ thiên đình, thì thực lực của âm ti lại nghênh đón một thời kỳ tăng trưởng mãnh liệt giống như nấm mọc sau mưa. Bắc phương quỷ đế trương hành sau khi thực lực khôi phục lại thì lại càng mạnh mẽ hơn trước, cùng với ba vị quỷ đế khác tấn thăng lên thiên tôn đỉnh phong, hiện tại đảm nhiệm trung ương quỷ đế kê khang có cấp bậc trí cường thiên tôn chính là người có thực lực yếu nhất. Bắc âm đại đế châu khất dựa vào khí số của âm ti mà đạt được vô số cơ duyên, tấn thăng lên làm trí cường đạo tổ. Diêm vương thiên tôn của 18 tầng địa ngục cũng bởi vì đạt được công đức mà tấn thăng lên cảnh giới đạo tổ tứ đại minh vương tăng lên trí cường đạo tổ, ba vị còn lại của lục đạo giám sát sứ thì chiến lực cũng tăng lên đến cảnh giới thiên tôn đỉnh phong. Kế tiếp là nhân đạo, kiếm thần quay về đã giúp cho Lữ Thuần Dương nắm vững chiến lực cấp bậc đạo tổ. Lúc trước khi còn ở cổ địa hoang mạc Long Môn, thì thần kiếm của Lữ Thuần Dương đã có thể bạo phát ra chiến lực của cấp bậc đạo tổ, hiện tại thực lực của hắn có lẽ chỉ có thể dùng từ sâu không thể lường để hình dung. Tinh thần kiếm hải mà Thái Ất Tiên Tôn sử dụng là do thần kiếm thi triển ra đương nhiên người thu hoạch được nhiều nhất cũng là Lữ Thuần Dương tu hành thần kiếm. Lúc trước khi nhân đạo ở Hoang Mạc Long Môn đã tổn thất nghiêm trọng nhưng lại phải tay trắng quay về, hiện tại khi mà thiên đạo đã sắp quay trở lại, giữa thiên địa xuất hiện vô số cơ duyên tu đạo, trong nhân đạo liên tiếp có người đột phá cảnh giới thiên tôn thành công. Tạ Lưu Vân, trương Đạo Lăng, Hỏa Long Chân Nhân và Đông Nhạc Đại Đế trong ngũ nhạc đại đế đều tấn thăng thành thiên tôn đỉnh phong, còn bốn vị còn lại trong ngũ nhạc thì tấn thăng thành trí cường thiên tôn. Đông Vương Công và Tây Vương Mẫu cũng thành thiên tôn đỉnh phong. Đầu mẫu nguyên quân dựa vào lôi đình chi thân chảm được lực lượng bổn nguyên hỗn độn hệ lôi, thoát ra khỏi hệ thống tu hành của đạo môn, tấn thăng lên trí cường đạo tổ. Xếp tiếp theo nữa là tiên đạo, cục diện hỗn loạn ở thiên đình, trăm vạn người phải đổ máu, đối với tiên đạo vẫn luôn ăn vốn cũ mà nói là một tai ương. Nhưng mà sự sinh sôi sau kiếp nạn đã khiến cho khí số cửa tiên đạo không giảm mà ngược lại còn tăng. Thái cổ chiến thần mộ dung nguyên Duệ có thể trực tiếp đứng lên cảnh giới thiên tôn đỉnh phong, tiên thiên ngũ hành pháp trận của đạo chiến thần có thể vây khốn được đạo tổ. Sau khi đắc kiều công chúa có được thương huyền thiên của câu trần đại đế thì chiến lược tăng lên đến thiên tôn đỉnh phong, bởi vì bên trong thương huyền thiên còn có một thành khí số của long tộc, rơi vào trong tay đắc kiều công chúa thì khí số của long tộc liền tăng lên, chiến lược tổng thể của long tộc đã mạnh lên trên phạm vi lớn, gần như bằng với lúc trước. Sau khi mộ dung nguyên duệ thanh tẩy cục diện hỗn loạn ở trên thiên đình thì phong thần 28 tinh tú mới, sau khi 28 tinh tú vào chỗ thì một đại trận tinh tú có thể chiến thắng trăm vạn đại quân của đạo môn. Thực lực của cửu thiên đáng ma tổ sư đã bị đứt gãy, nhưng mà hai đại thiên tôn huyền vũ và linh xà đã đạt đến trí cường thiên tôn. Bắc cực tử vi đại đế dùng lực lượng vô tận tinh nguyên độ kiếp thành công, ngồi vững cái danh đạo tổ, chiến lực thực sự đã tăng lên đến trí cường đạo tổ. 36 thiên cương vốn đã đứng ở nửa bước thiên tôn, sau khi cục diện hỗn loạn ở thiên đình được giải quyết thì đạt được cơ duyên, tập thể tấn thăng lên thiên tôn, 72 địa sát tinh quân cũng có mấy vị tấn thăng lên thiên tôn. Hiện tại 36 thiên cương và 72 địa sát tự mình lập trận liền có thể tạo ra uy lực giết được thiên tôn, mà sau khi họp lại với nhau tạo thành 108 thiên cương địa sát trận thì người phía dưới đạo tổ không thể phá được. Thái âm và thái dương chân nhân đều tăng lên trí cường thiên tôn, bắt đầu tinh quân cũng tăng lên thiên tôn đỉnh phong luận về chiến tướng có cấp bậc cao cường thì tiên đạo không thể so được với nhân đạo nhưng mà chỗ mạnh của tiên đạo nằm ở việc có hết tòa tinh đầu đại trận này đến tòa tinh đầu đại trận khác chỉ cần vị chủ nhân của chúng tinh như bắc cực tử vi đại đế còn tồn tại ở đây thì uy lực của tinh trận do tiên đạo tạo ra chính là cửa ai khó khăn mà nhân đạo không thể phá được kể hết âm ti nhân đạo tiên đạo thì sao đó chính là nhân tộc người bảo vệ nhân tộc từ phúc cảnh giới đã tăng lên đến cấp bậc đạo tổ mà người bảo vệ nhân tộc hiện tại ma đao tạo ẩn đã tăng lên đến cảnh giới thiên tôn. Tạo ẩn có được cơ duyên có thể sánh ngang với tôi, mặc dù chỉ có cảnh giới thiên tôn, nhưng dựa vào ma đao trong tay, lại thêm thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao của phá quân hộ pháp thiên tôn khiến cho chiến lực của cô ấy có thể đứng vững lên cảnh giới thiên tôn đỉnh phong. chương 834, Kiêm Hà không quay về 2. Đợi đến khi cô ấy lĩnh ngộ ra một đạo quy nguyên tịch tà cuối cùng thì liền có thể thoát khỏi hệ thống tu hành của đạo môn tăng chiến lực lên cấp bậc đạo tổ, Chiến lực mạnh mẽ của nhân tộc nhìn thì chỉ có hai người từ phúc và tạo ẩn, không thể nào so sánh được với âm ti, tiên đạo và nhân đạo nhưng mà nhân tộc mạnh ở việc dân số có lên đến hàng tỷ người, mạnh ở khí số. Một khi tạo ẩn dùng cờ cửu lê sử dụng khí số của nhân tộc thì không có một bên nào có thể chịu được. Tranh đoạt khí số, nhân tộc không hề sợ. Mặc dù nói rằng khí số chỉ tồn tại ở cõi u minh nhưng mà sự ảnh hưởng của nó thì đúng là chẳng một bên nào có thể ngó lơ được. Khí số đại diện cho thế lực bên ngoài mạnh hay yếu, đồng thời còn đại diện cho cơ duyên đại đạo khó tìm thiên tôn khó chứng đối với người tu hành mà nói thì thứ khó có được nhất chính là cơ duyên nhìn thì nhân tộc rơi vào thế yếu nhưng dù là âm ti hay là hai đạo nhân tiên thì cũng chẳng ai dám động vào nhân tộc để cược khí số đáng tiếc là sau khi so sánh hết thực lực của tam giới thì ma đạo vậy mà lại rơi vào thế yếu nhất thật ra dùng chiến lược hiện tại của ma đạo chúng tôi thì đã vượt qua quá khứ không biết bao nhiêu lần số lượng chiến tướng cấp bậc cao cũng tăng lên không ít Trận chiến phong thần năm đó ma đạo ngoại trừ ba người sát phá lang ra thì chỉ có năm vị thiên tôn ma đạo hiện tại nhân tài lớp lớp. Chiến lực đạo tổ có nguyên phượng tổ sư hy hòa, thủy kỳ lân yến thác, ám ảnh du hiệp bắc minh tú, còn ma đạo tổ sư tôi đây nếu tổng hợp chiến lực thì cũng ở cảnh giới đạo tổ. Chiến lực thiên tôn đỉnh phong có nguyệt thần a lê, cửu thiên phong chủ phong thập bát, hai đại sát thần tổ long ngạo phong, còn có cả liễu chi nhung đã chứng được yêu long chi thân. Chiến lực trí cường thiên tôn gồm khương tuyết dương, lưu phong sương Chiến lực Thiên Tôn cũng có hơn 10 người lão tộc trưởng của bộ tộc Đông Di, đại tu trưởng của mục tộc, hồn thú ở Bắc Minh Hải, thú vương ở núi Lưu Ba và còn mấy vị dũng sĩ vương giả của nhân tộc ở Quy Khư. Đáng tiếc là mặc dù ma đạo đạo mạnh lên rất nhiều nhưng mà hai đạo Nhân Tiên và Âm Ti lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Ở thời đại mà Thiên Tôn như mưa thế này hoàn toàn có thể nhìn ra được Thiên Đạo đã thật sự quyết tâm muốn diệt thế. Bởi vì Thiên Tôn quá nhiều cho nên đạo tổ cũng phải tự mình xuất chiến dưới tình huống này thì dù là ai cũng không thể khống chế thế cục của bàn cờ mà một khi đã mất khống chế rồi thì chính là tai ương diệt thế ưu thế của ma đạo gồm có mệnh bàn sát phá lang và có sự giúp đỡ của tổ long nguyên phượng thủy kỳ lân nhưng khuyết điểm là lại có quá nhiều thù địch âm ti là kẻ địch sinh tử còn có cả cung hoa hoàng ma đạo ngoại trừ phải tranh đoạt vị trí đạo môn cuối cùng với hai đạo nhân tiên thì còn phải ứng đối kịp thời với lại công kích đột ngột mà hai phe kia có thể gây ra trong trận chiến phong thần chỉ cần hơi vô ý một chút liền có thể gặp tại ương diệt phong. Hiện tại ma đạo vẫn còn không gian phát triển, bởi vì quy khư vẫn chưa bị phá giải phong ấn, một khi thiên đạo trở về thì kết giới của quy khư sẽ bị phá vỡ, ma đạo liền phải đối mặt với bàn cờ bốn bề thụ địch. Muốn phá vỡ cục diện này thì ma đạo chỉ có thể dựa vào tướng phá quân. Ba năm qua đi, tôi không hề nhìn thấy bất cứ một dấu hiệu nào thể hiện rằng Thùy Hòa có thể tỉnh lại, cô ấy luyện đan đến u mê, tính cách cũng càng ngày càng trở nên ôn hòa, Khí chất cũng giống như một thiếu nữ không nhiễm bụi trần. Ôn Nhu đối đãi với tôi, mỗi một chuyển động đều ẩn chứa tình ý. Nếu như có thể lựa chọn, tôi tình nguyện để cô ấy cứ mang dáng vẻ như hiện tại mãi mãi, đáng tiếc là ma đạo không thể không có tướng phá quân, cô ấy không thức tỉnh thì đệ tử ma đạo đều phải bởi vì cô ấy mà ngủ say, mãi mãi ngủ say. Kiêm Hà vẫn không có tung tích gì, tôi càng ngày càng cảm thấy lo lắng cho cô ấy. Cô ấy mang thân thể của huyễn ma, không thể phong thần được lần này bế quan là để ngưng tụ ra ma cách hoàn mỹ một khi thành công liền có thể tăng chiến lược lên đến thiên tôn đỉnh phong hoặc là không chỉ như thế bởi vì ảo giác vô tận tự do biến hóa chiến lược cũng vì vậy mà vô cùng vô tận nhưng mà một khi cô ấy thất bại thì cô ấy liền sa đọa vào ma chướng vĩnh viễn kiêm hà sau khi sa đọa vào ma chướng sẽ không thể được tam giới dung thứ cho dù là giáo nghĩa hữu giáo vô loài của ma đạo cũng không thể chứa được ma thần kiêm hà ma do tâm sinh ma dụ người sa đọa nếu như nói thái cổ thần giới đại biểu cho quang minh và trật tự vậy thì thái cổ ma giới đại diện cho vô cùng vô tận hỗn loạn và hắc ám. Cho dù sau khi kiêm hà hóa ma vẫn có thể giữ được linh thức, nhưng một khi cô ấy đi đến đâu thì sẽ gieo rắt ác nghiệp và tội lỗi đến đó, chỉ có ma cách hoàn mỹ mới là con đường cứu rỗi duy nhất cho cô ấy. Nghĩ đến đây tôi càng cảm thấy lo lắng cho kiêm hà, cô ở cổ địa miêu cương chậm chạp không chịu đi ra, tôi muốn đi đến huyền quan của huyễn ma thăm cô ấy một chút. Lúc trước không đi là bởi vì sợ sẽ làm phiền cô ấy, hiện tại đã qua mấy năm rồi, tôi cần phải biết được tin tức gần đây của cô ấy. Một mình tôi đi đến Nam Cương, nhảy xuống khe nứt ở vực sâu, đi đến huyền quan của huyễn ma. Vừa mới đi vào, trong lòng tôi liền sinh ra một dự cảm không tốt. Non xanh nước biếc trước kia đã biến mất chẳng còn gì, bên trong huyền quan huyễn ma chìm vào một mảng u ám, trong không khí tràn đầy mùi vị thối giữa mục nát. Thấy vậy, tôi lập tức phi người bay lên trên đỉnh núi, từ mật đạo ở đạo quan đi vào vạn ma điện. Ma ý bên dưới mặt đất hiện tại càng thêm nồng đậm, bên trong sương mù đen có ẩn nấp vô số ma hình có mấy điểm phát sáng chính là linh thức của ma đạo. Cổ điển của vạn ma điện đóng chặt tôi đặt tay lên trên cánh cửa, cảm nhận thấy ma ý bên trong càng điên cuồng hơn, ngũ cảm lục thức đều bị ảnh hưởng, ma tâm trước ngực nhảy lên như đánh trống. Thấy vậy tôi không còn do dự gì nữa, dùng kiếm mạnh mẽ phá mở cửa điện xâm nhập vào bên trong. Một khắc ngay sau khi cửa điện mở ra, vạn ma bên trong điện đồng thời mở mắt ra, hướng hết tất cả đôi mắt đỏ như máu đó về phía tôi. chương 835, Đạo Tổ Không Tim một Vạn ma quay người lại, nhìn chằm chằm vào tôi, phóng thích ra lượng thần niệm nguyền rủa ghê tởm. Tôi đó giờ không nghĩ rằng, tất cả chúng sẽ lại thức tỉnh. Nếu để mặc chúng trốn thoát ra ngoài, ắt hẳn là một kiếp nạn diệt thế đối với nhân gian. Lúc trước chỉ có một bách lý xuân thu thoát khỏi điện vạn ma, đã tiêu diệt phần lớn nhân tộc ở Nam Cương vạn ma chỉ quay đầu liếc tôi một cái rồi lại quay ngược về quỳ dạp xuống đất hành lễ chỉ thấy trên tế đàn nằm giữa điện vạn ma có một người phụ nữ đang lơ lửng người nữ kia có mái tóc đen nhánh thân mặc một trường bào đen trên đầu đội một chiếc nón rộng vành quay lưng về phía cổng điện toàn thân bị bóng tối bao phủ chỉ lộ ra một đôi chân trần trắng nõn như ngọc toát ra sự mê hoặc vô tận chỉ với một đôi chân ngọc thôi cũng khiến người ta cảm thấy muốn điên đảo chúng sinh đến nơi tôi rất quen thuộc với bóng hình này tôi đã từng nâng niu đôi chân ngọc này trên tay. Vạn ma cảm nhận được sự hiện diện của tôi, nhưng Kim Hà dường như không biết gì về sự xuất hiện của tôi, cô ấy lặng lẽ lơ lửng trong không trung, bất động. Điều quan trọng nhất là, tôi phát hiện ra bất kỳ khí thức quen thuộc nào từ Kim Hà. Ngay khi lòng tôi trùng xuống từng chút một, Kim Hà quay người sang tôi. Khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt lại xa lạ, ánh mắt dán chặt vào tôi, tựa hồ nhìn xuyên qua người tôi hướng về phần bóng tối phía sau lưng vậy. Điều làm tôi kinh hãi nhất là, có một lỗ máu đáng sợ trên phần ngực của Kiêm Hà, ở ngay vị trí của tim. Kiêm Hà là đạo tâm ma thể, nhưng bây giờ đạo tâm đã trở nên trống rỗng. Thảo nào tôi không cảm nhận được chút khí thức quen thuộc nào từ trên người cô ấy, bây giờ cô ấy đã vô duyên với đạo, chỉ còn là ma. Thùy hỏa không còn là thùy hỏa của trước, không ngờ rằng kiêm hà cũng không phải là kiêm hà khi xưa nữa. Cuối cùng ngươi cũng tới rồi, thanh âm lãnh đạm khàn khàn như đồ sứ, không có một tia cảm xúc. Ngươi là ai? Tôi hỏi, huyễn thế đương không, lục xá mê ly, ta chính là chủ nhân huyễn ma. Nghe kiêm hà tự xưng là chủ nhân huyễn ma, hy vọng cuối cùng trong lòng tôi đã biến mất. Có một số người đợi đến khi mất đi rồi, mới hiểu được sự tồn tại trong quá khứ của họ đáng quý đến nhường nào. Kiêm hà trời sinh dụ hoặc, nhiệt tình cháy bỏng, tôi đã quen với những lời chiêu chọc bằng lời nói và cả hành động của cô ấy, chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày cô ấy rời đi như vậy. Nghĩ lại quá khứ, những nỗ lực bỏ ra của kiêm hà vượt xa những gì cô ấy đạt được một khoảnh khắc dịu dàng đủ để khiến cô ấy hy sinh mạng sống của mình cho ma đạo tôi nhớ cô ấy từng nói rằng ma cũng có tình cảm đáng tiếc khi cô ấy nói lời này thì không thật sự là ma mà khi đã thật sự thành ma thì cũng không còn nhớ những lời mình nói nữa tôi đã cố gắng cảm nhận thần niệm hiện tại của cô ấy nhưng dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể chạm vào thần hồn của cô ấy dường như giữa tôi và cô ấy bị chắn ngang bởi một thế giới vậy sự cách biệt này còn nghiêm ngặt hơn nhiều so với khi tôi và Thùy Họa lúc cô ấy còn ở dạng âm thân. Người, quỷ hai đường, âm dương cách biệt, hai giới còn có nhân quả liên kết lại với nhau, trong khi đó thì ma tự hình thành một cõi riêng. Thế nên, mặc dù kiêm hạ ở ngay trước mắt tôi, nhưng cô ấy chắc chắn ở cách xa hàng ngàn dặm, tôi không thể nào chạm vào sự tồn tại của cô ấy. Cô đợi tôi để làm gì? Tôi hỏi, lấy lại thứ người nợ ta. Cái gì? Tim Mara là như vậy, đáng lẽ tôi phải hiểu ngay khi nhìn thấy lỗ máu khủng khiếp trên ngực kiêm hà. Cô ấy không phải đang đợi tôi, mà chờ đợi tim ma thuần khiết mà cô ấy đã tế luyện trong 3.000 năm. Đạo tâm đã bị cô ấy loại bỏ, cô cần một trái tim thuộc về ma. Đây không phải thế giới của ta, ta cần nguồn năng lượng mà tim ma mang lại, quay về thái cổ ma giới. Kiêm hà nói, thái cổ ma giới vẫn còn tồn tại sao? Tôi hỏi, thái cổ tam giới đều tồn tại, chẳng qua chỉ là đã thành phế tích, hoang tàn, nếu đã thành phế tích, cô còn muốn trở về làm gì? Ngươi muốn ta ở lại sao? Kiêm Hà hỏi, cô ấy đã thành ma, tam giới bất dung, mà đạo tôi càng không thể chứa nổi cô ấy. Rời đi là tốt nhất, bởi vì nếu cô ấy ở lại, sẽ mang đến vô số tai họa bất tận cho ma đạo tôi. Tôi không thể giữ cô ở lại, tôi đáp, nếu đã như vậy, thì hãy trả lại tim ma cho ta. Kiêm Hà nói, tôi cũng không thể đưa tim ma cho cô. Tôi nói, nếu tôi trả lại tim ma cho Kiêm Hà, Ai sẽ dẫn dắt họ chiến đấu trong trận chiến phong thần mà ngay từ đầu đã không có hy vọng đây? chương 836, Đạo Tổ Không Tim hai Người đã từng mất đi trái tim của mình, ắt hẳn phải biết được nỗi đau của kẻ không tim chứ. Người nếu đã không chịu trả tim ma cho ta, cũng không ra tay giết chết ta để ta được giải thoát, lẽ não muốn tôi cứ chịu nỗi đau mà sống tiếp sao? Kiêm Hà hỏi, tôi không có gì để nói, tôi biết nỗi đau của việc mất tim. Không có tim sẽ làm đóng băng cảm xúc, rồi nhìn những người thân thiết bên cạnh mình ngày một trở nên xa lạ người sẽ trở nên càng ngày càng thờ ơ mặc dù còn sống nhưng không khác gì đã chết thậm chí còn không bằng một tia cô hồn cô hồn còn lưu lại trói buộc của sinh mệnh nhưng người không tim lại không nhớ quá khứ thậm chí không thể cảm nhận được sự tồn tại của chính mình đánh mất chính mình chắc chắn là điều đau đớn nhất trên đời thật ra người vẫn còn một lựa chọn kiêm hà nói cái gì giết ta đi vậy thì sẽ không có người tìm ngươi lấy lại tim ma mà ta cũng không tiếp tục chịu khổ. Kiêm Hà vừa đi về phía tôi vừa nói, đôi chân trần trắng như tuyết đạp lên phần đất đen phía dưới, Kiêm Hà đi về phía tôi, xuyên quan màn tối vô tận. Theo động tác của bước chân, cái lỗ trên ngực bắt đầu chảy máu, vết máu chảy trên bề mặt cơ thể, vặn vẹo luồn dưới lớp áo đen, cuối cùng dọc theo đôi chân ngọc để trần của cô mà xuống đất. Tôi nhìn đến lòng quặn thắt, thực sự muốn trả lại tim mà cho cô ấy ngay lập tức. Kiêm Hà đi đến trước mặt tôi, vươn hai tay ôm lấy eo tôi, động tác tự nhiên như thể trở về trước kia vậy. Nhưng tôi biết giữa chúng tôi đã không còn có thể trở về trước kia nữa. Ánh mắt của cô ấy rất lạnh lùng, còn người đen lấy nhìn không ra một tia tình cảm, chỉ có vô tận trống rỗng. Kiêm Hà dán vào ngực tôi, nhìn thì có vẻ như dịu dàng, nhưng thực ra là đang lắng nghe nhịp tim của tôi. Nó đập rất có lực, người giúp cô ấy chăm sóc nó rất tốt. Kiêm Hà, anh đừng gọi ta là Kiêm Hà, người biết ta không phải cô ấy. Ta từng nghĩ sẽ trở nên như ngày hôm nay ta cũng không ngờ lại thành ra như vậy. Lâm Thùy Hỏa sợ trách nhiệm không chịu thức tỉnh, ma đạo cần tướng phá quân, cho nên ta không chút do so dự mà tới đây, hy vọng có thể ngưng tụ ra ma cách không tỉ vết, vì ma đạo mà đánh thắng trận phong thần. Thật không may, tới hôm qua ta mới nhận ra một điều. Chuyện gì, ma chính là ma, trên đời này không tồn tại thứ gọi là ma cách hoàn mỹ. Kiêm Hà nói hôm qua cô ấy mới hiểu được, tôi chợt hiểu ra điều gì đó, đẩy cô ấy ra, nhìn vào mắt cô ấy hỏi cô nói hôm qua cô mới hiểu ra vậy thì đạo tâm cũng mới vứt bỏ vào ngày hôm qua sao ha ha nếu như ngươi tới sớm hơn một ngày ở nơi này đợi ngươi đã không phải ta của bây giờ ta cũng sẽ không phá đi đạo tâm hóa ma không thể quay về tôi lại không nói nên lời lòng tôi bị chiếm giữ bởi vô vàn sự hối hận đúng vậy thấm thoát mà kiêm hà bế quan nhiều năm mấy năm nay tôi chỉ chuyên tâm lĩnh ngộ kiếm đạo thái cổ chưa từng nghĩ sẽ tới đây thăm cô ấy có đôi khi ta tự hỏi, nếu như người đang bế quan ở đây là Lâm Thùy Họa, người vợ mà ngươi cưới hỏi đàng hoàng, người liệu sẽ nhiều năm không bước chân vào huyền quan huyễn ma không? Kiêm Hà hỏi tôi, tôi cũng đang hỏi chính mình, ta đã nói với ngươi, mà cũng có tình cảm, phàm là người có tình cảm đều cần được đồng hành. Tạ Lan, với tư cách là ma đạo tổ sư thì ngươi đạt tiêu chuẩn đấy, như với tư cách đạo nữ thì ngươi nợ ta quá nhiều, những năm qua, chỉ cần ngươi bước chân vào huyền quan huyễn ma rồi vội vã quay người rời đi, ta cũng sẽ không vì đó mà rơi vào ma đạo tôi đã luôn đợi cô tôi đã pha ha cái người đợi không phải là ta mà là chiến tướng của ma đạo mỗi lời của kiêm hà giống như một con dao sắc bén đâm đến tim tôi đầy vết thương đặc biệt là câu cuối cùng nó làm tôi bàng hoàng ngơ ngác tạ lan nhập ma là vì ngươi người mới chính là ma trướng của ta ái biệt ly cầu bất đắc oán tắng hội tức là ba trong tám khổ của luân hồi mà đức phật dạy từ quan điểm này thì kiêm hà nói đúng tôi là ma chướng của cô ấy nếu chỉ là để nâng cao thực lực cho dù không ngưng tụ được ma cách hoàn mỹ cô ấy cũng có thể bình an trở về mà từ tâm sinh khi cô ấy nghĩ về tôi thì sẽ xuất hiện ma chướng nghĩ đến đây tôi càng không có mặt mũi nào mà đối diện với cô ấy trái tim tôi đau đau đến nỗi tôi không thể nhịn được chỉ mong được giải thoát ngay khi ý nghĩ này đến với tôi tôi ngay lập tức cảm thấy mất đi sự tồn tại của trái tim nhìn xuống tim ma đã bị kiêm hà nắm trong tay. Cô ấy nói với tôi rất nhiều điều như vậy, là để phá vỡ sự phòng thủ trong tim, lấy đi tim ma trong cơ thể tôi. Đáng tiếc tim ma sau khi bị kiêm hà cướp đi đã ngay lập tức nhiễm ma ý, đây vốn là tim của huyễn ma, là kiêm hà tế luyện 3.000 năm mới thuần khiết được. Hiện tại kiêm hà đã biến thành ma, tim ma đương nhiên không còn thuần khiết, cho dù tôi đoạt lại thì cũng không dùng được. Tôi lặng lẽ nhìn kiêm hà đặt tim ma vào cơ thể cô ấy, tức thì trên người cô ấy phóng ra vô vạn ma ý, mà cách trong phút chốc đã hình thành. Cùng lúc đó, vạn ma đồng thời hô to, chúc mừng ma chủ trở về. chương 837, Đạo Tổ Niết Bàn 1 Với sự đồng thanh chúc mừng của vạn ma, Kiêm Hà quay người đi về phía thế đàn, ma ý trong điện vạn ma điên cuồng trào về phía cơ thể của Kiêm Hà. Đợi khi tất cả ma ý được Kiêm Hà hấp thụ, cô ấy vẫy tay liên hồi, đầu ngón tay chỉ lên điểm xuống, kết hết pháp ấn này đến pháp ấn khác. Pháp ấn xếp chồng lên nhau trước mặt cô ấy, giống đóa mặc liên nở rộ giải thích từ mặc liên là hoa sen màu đen. Hết giải thích, cuối cùng, kiêm hà một tay chỉ trời một tay chỉ đất, loạn tròn lên xuống, bộc phát ra thần uy vô song, trong miệng nhầm ác ma chi môn, mở. Đóa mặc liên đột nhiên tan vỡ, sau đó có một cổng giới hư không tối tăm và ảm đạm mở ra. Cổng giới mở ra, kiêm hà lùi lại vài bước, quay sang vạn ma nói, ma môn đã mở, mau theo ta xây dựng lại gia viên. Kiêm hà nói xong vài lời, tôi thấy vạn ma đồng loạt nghiêm nghị đứng dậy, trên những khuôn mặt đáng sợ đang chảy dài những vệt nước mắt. Ma được sinh ra từ bóng tối thuần túy, nhân gian không phải là nơi khao khát của chúng, thái cổ ma giới mới là ngôi nhà thực sự của chúng. Ma môn mở ra, vạn ma cùng khóc, ma vừa xấu vừa ác, chỉ mang lại họa nạn và hỗn loạn cho nhân gian. Nhưng vào thời khắc này, tôi mới nhận thấy ma cũng có một mặt đáng thương. Vạn ma bước vào cổng giới, đợi khi con ma cuối cùng biến mất, trong điện vạn ma chỉ còn lại kiêm hà và tôi một ma vô tình đối mặt với một người vô tâm, ánh mắt chạm nhau, lạnh như băng, ta tế luyện tim ma ba ngàn năm, nhưng không phải vì ngươi. Nói xong, kiêm hà quay người đi về phía ma môn. Đây là cái nhìn cuối cùng cô ấy dành cho tôi ở nhân gian này. Hình bóng của kiêm hà biến mất khỏi ma môn, sau đó ma môn đóng lại rồi biến mất vô hình. Mất đi tim ma, tôi không vội rời khỏi huyền quan huyễn ma. Thay vào đó, là đi đến đạo quán trên đỉnh núi và lặng lẽ ngồi xuống đối diện với bức tranh của ma đạo tổ sư. Bức chân dung đã trở nên trống trơn từ lâu, chỉ còn lại một tấm vải với đầy bụi trần và năm tháng. Tôi lưu chuyển chân khí trong cơ thể mình, lĩnh ngộ những thay đổi trong đạo thể của thiên tôn, thức thần vào huyền quan, lĩnh ngộ tam kiếm đạo thái cổ. Từ sinh cơ đến thần niệm, từ đạo thể đến kiếm thai, tôi phát hiện một chuyện chấn động. Mất đi tim ma không khiến tôi tổn thất quá nhiều lực chiến thậm chí còn nhận thấy rằng vì sự biến mất của tim ma mà tâm đạo kiếm thai thái cổ trở nên nhanh nhẹn hơn và đồng điệu hơn với thần hồn của tôi. Là vì tim ma là vật mang cảm xúc, trong khi kiếm không cần cảm xúc. Kiếm vô tình, thành ra tim trở thành vật cản trở của kiếm. Kiếm thai ma kiếm đã đại thành viên mãn, bây giờ tôi phát hiện ra rằng kiếm thai quỷ kiếm cũng bắt đầu có dấu hiệu của đại thành viên mãn. Quỷ kiếm cùng ma kiếm đều được tôi tu luyện rất nhiều, chỉ có thần kiếm là ít nhất nhưng tinh thần kiếm hải của thái ất thiên tôn đã cho tôi rất nhiều cảm hứng khiến cho đạo thần kiếm của tôi đi vào quỹ đạo chỉ còn thiếu sự rèn luyện sinh tử thêm một khoảng thời gian nữa thì đạo thần kiếm của tôi cũng có thể đại thành viên mãn tất nhiên mất đi tim ma cũng không hẳn là không bị mất mát gì sức mạnh đạo thể của thiên tôn cũng không thể thay thế sức sống mãnh liệt của tim ma điều này có nghĩa là kiếm của tôi không còn có thể dễ dàng xuất chiêu đồng thời người của tôi cũng không thể chịu được tổn thương quá nặng mặc dù ngọc gió hồi phục cũng có thể giúp tôi khôi phục sinh cơ bị tổn thương nhưng nếu không có tim ma làm nguồn sức mạnh tốc độ khôi phục sẽ chậm đi rất nhiều cái gọi là được cái này thì mất cái khác mất đi tim ma khiến ba thanh kiếm thái cổ của tôi sắc bén hơn nhưng nó cũng khiến tôi dễ bị tổn thương hơn tin tốt là tôi có thể chịu được nỗi tổn thương này đòn đả kích thực sự mà tim ma gây ra cho tôi là sự thiếu vắng cảm xúc nếu tôi chỉ một thân một mình thì không sao giống lữ thuần dương một lòng một dạ si mê kiếm đạo hóa thân thành kiếm có hay không phần cảm xúc cũng không vấn đề tôi không sợ đánh mất chính mình tôi có danh phận ma đạo tổ sư vẫn còn cờ chiêu hồn bên trong huyền luôn nhắc nhở tôi là ai nhưng sự mất mát về cảm xúc sẽ gây tổn thương đến những người bên cạnh tôi đặc biệt là người vợ của tôi lâm thùy họa nghĩ đến thùy họa tôi đột nhiên nghĩ đến phá quân hộ pháp thiên tôn lại nghĩ đến ma đạo tổ sư nghĩ đến phần tình cảm giữa hai người họ ma đạo tổ sư tuyệt đối không phải là người vô tình một kẻ vô tình thì không thể nào viết ra được, khác ra được quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng trên bia thất sát, càng không thể đưa ra giáo lý chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài cho ma đạo được. Thế nhưng, những gì ma đạo tổ sư làm sau đó là quả thực là vô tình cùng cực. Khi ta yêu người thì người lại sâu đậm với ma đạo, tốt thôi, ta và người cùng nhau yêu lấy ma đạo. Nhưng về sau, người lại bỏ mặc ngàn vạn đệ tử ma đạo, một mình chết đi. Thậm chí còn không để lại một lời nào, ta lại nên làm gì đây? Chương 838, Đạo Tổ Niết Bàn 2 Đây là sự lúng túng cũng là sự tức giận của phá quân. Do đó, phá quân hộ Pháp Thiên Tôn mới sách đao xuống âm ti. Một đao này không chỉ chảm đứt đôi sông Vong Xuyên, mà còn là tình duyên giữa bà ấy cùng ma đạo tổ sư. Nhưng mà, ma đạo tổ sư vì sao lại vô tình như vậy, sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương phá quân chứ? Tôi suy đi nghĩ lại, lại liên kết với những gì Kiêm Hà nói, cô ấy tế luyện tim ma ba ngàn năm không phải là vì tôi, cuối cùng đưa ra được một kết luận mà ngay cả chính tôi cũng không thể tin được. Ma đạo tổ sư cũng giống như tôi bây giờ, là một kẻ vô tình. Ma đạo tổ sư thủ đoạn lợi hại, trừ khi là thiên đạo ra tay, nếu không thì không ai có thể lấy đi tim của ông ấy. Mà nguyên do để ông ấy hy sinh tim mình, chỉ có một đáp án, chính là vì Tam kiếm đạo thái cổ. Mỗi một đạo kiếm trong Tam kiếm đạo thái cổ cũng cần cả đời mới có thể lĩnh ngộ được, mà đạo tổ sư mặc dù lợi hại, nhưng sớm đã bị thiên đạo theo dõi, trong tình huống này nếu ông ấy muốn lĩnh mộ cả ba kiếm thì chỉ có một cách, chính là đi đường tắt. Con đường tắt này là từ bỏ trái tim của chính mình. Đây là trùng hợp hay là định mệnh? Trước đá tam sinh, cửu u nữ đế nói rằng bà ta không thể nhìn thấu kiếp trước của tôi, giống như việc bà ta không thể nhìn thấu ma đạo tổ sư vậy. Còn khi từ phúc bói quẻ, tôi đã viết một chữ chính, từ phúc nói rằng tôi ắt viên mãn, có bắt đầu có kết thúc. Ma đạo rõ ràng bắt đầu từ ma đạo tổ sư, tại sao lại thấy dấu hiệu viên mãn, có bắt đầu có kết thúc trên người tôi chứ? Càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ, sau lưng tôi toát đầy mồ hôi lạnh. Đánh mất chính mình đã là bi ai, nhưng càng buồn hơn là khi phát hiện ra mình đã không còn là chính mình. Cả nửa kiếp người trước đây, dù tôi trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, trải qua bao nhiêu lần sinh tử, tôi vẫn luôn ghi nhớ mình là con trai thứ hai của nhà họ tạ. Tôi là tạ Lan, đến từ làng Bạch Vụ bên bờ sông Hoàng Hà. Nhưng bây giờ, tôi lại là ai? Tôi muốn khóc to hết cỡ, cũng muốn cười hết nấc. Tôi vốn tưởng rằng việc từ chối truyền thừa của ma đạo tổ sư trong cố quan chấn hồn, đồng nghĩa với việc đã vạch rõ ranh giới với ông ấy, cho dù sau này có trở thành ma đạo tổ sư, thì đó cũng là lựa chọn của chính tôi. Bây giờ tôi biết mình sai rồi, chỉ cần tôi còn sống một ngày, thì vẫn phải dây dưa không rõ với ông ấy. Bởi vì, tôi là ông ấy, ông ấy cũng là tôi. Khó trách tôi lại gánh lấy mệnh cách thất sát, khó trách hết thảy những thứ liên quan đến ma đạo đều là tôi kết thừa, ngay cả kiếm anh hùng cũng là ông ấy để lại cho tôi khó trách tôi có thể phong thần thành công cho thùy họa ở thiên trì hài hước biết bao lúc ấy tôi còn tưởng rằng mình là nhờ vào thân phận ma đạo tổ sư bây giờ nghĩ lại chỉ sợ phần lớn là bởi vì tôi chính là ông ấy tôi vừa cười vừa khóc mà rơi nước mắt cái gọi là ma kiếm cái gọi là thất sát cái gọi là ma đạo mọi thứ tôi có được không phải do may mắn mà là chuyện đương nhiên trong mộng không biết mình là khách ham vui lâu ngày điều đáng sợ nhất là không ai biết về bí mật này Tuyết Dương không biết, Thùy Hòa cũng không biết, bọn họ đều cho rằng tôi là người thừa kế mà ma đạo tổ sư tính toán, mà đạo tổ sư trước lúc còn sống đã an bài tất cả cho tôi. Nhưng không biết rằng, ông ấy chưa từng nghĩ tới việc bồi dưỡng một vị tổ sư mới canh cho ma đạo, tất cả những gì ông ấy để lại đều là vì chính bản thân ông ấy. Như phong như ma, hưu hôn hôn trầm trầm, nghĩa là như điên như dại, mê man hỗn loạn, tôi không biết mình đã ở trong huyền quan huyễn ma bao lâu, cuối cùng tôi loạn choạng đi ra. Tôi không muốn nghĩ tại sao tôi không có trí nhớ của ông ấy, một chút cũng không, cho dù tôi là sự niết bàn trùng sinh của ông ấy, tôi cũng không thể tiếp nhận. Mộ Dung Nguyên rễ có thể buồn bã chấp nhận rằng cô ấy là chuyển thế của cửu thiên huyền nữ, là bởi vì cô ấy chưa bao giờ bị lừa dối, và lại cô ấy chưa từng trải qua những khúc ngoặt cuộc đời như tôi. Cô ấy chỉ cần chờ đợi, chờ đợi thời điểm thích hợp để đánh thức vận mệnh của mình. Nhưng tôi thì khác, tôi đã nghi ngờ, cũng đã kiểm chứng và trải qua muôn vàn gian nan tìm được chính mình còn nhớ có lần tôi đã hỏi thùy họa cô ấy cược tôi là ma đạo tổ sư tôi còn hỏi cô ấy nếu cược thua thì làm thế nào bây giờ có thể thấy người thua là tôi vậy thì những nỗ lực trong quá khứ của tôi còn có ý nghĩa gì chứ thực tế việc tôi là sự niết bàn trùng sinh của ma đạo tổ sư cũng không ảnh hưởng gì đến tôi bởi vì sau khi trùng sinh thì tôi đã là một cá thể hoàn toàn mới tiếc là sự thật và logic thường không thắng được cảm xúc hiện tại tôi tràn đầy phẫn nộ cái gì cũng có thể tiếp nhận nhưng chỉ không thể tiếp nhận tôi chính là thân thể niết bàn trùng sinh của ma đạo tổ sư. Tôi muốn hét lên với tam giới rằng tôi là tạ lan, tôi muốn nghe những người có quan hệ máu mủ ruột già với tôi gọi tên tôi. Huyễn thế đương không, lục xá mê ly, một huyền quan huyễn ma, đã trở thành ma chướng trong lòng tôi, tôi đến đây để kiểm tra kiêm hà, nhưng không ngờ rằng tôi không những không đem kiêm hà về lại được mà ngay cả tôi, một đạo tổ cũng rơi vào trong ma chướng Sau khi rời khỏi thập vạn đại sơn, tôi nhìn lên không trung nhìn về nơi có quy khư, sau đó ngựa kiếm bay đến nhân gian. chương 839, vật về với chủ một. Tuy rằng nhân gian không xảy đại loạn nào, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật rằng khí số nhân tộc sắp đến ngày tiêu vong. Âm ti, nhân đạo, tiên đạo và cả ma đạo, mặc kệ là bên nào lớn mạnh thì cũng đều làm giảm khí số nhân tộc. Hương hỏa của chúng thần càng hưng thịnh thì khí số nhân tộc càng tụt dốc. Từ phúc và tạo ẩn cứu không nổi nhân tộc, trừ khi thiên đạo loại bỏ cuộc chiến phong thần, mà điều này là chuyện không thể xảy ra được. Chẳng qua là sự yên tĩnh trước bão rông, si mị phóng lượng, quần ma loạn vũ. Thành thị nhỏ như huyện Hà Khúc cũng khó mà tránh khỏi. Bách quỷ khóc đêm, hoành hành bá đạo, vùng núi lại càng trông thấy rõ điều này hơn, sơn tinh giã quái tùy ý tàn sát con người, ngay cả khi khoa linh dị ra sức duy trì ổn định, nhưng hầu hết những yêu ma tác quái đều hữu hình vô thực, những gì chúng có thể làm thực sự rất hạn chế. Dưới tình hình như vậy thì hương hỏa đạo quán sẽ ngày càng thịnh. Một tấm bùa đáng giá ngàn vàng, giá trị liên thành. Tu đạo không phải là việc dễ dàng gì, thông âm dương, hiểu ngũ hành, trảm tà khí và độ vong hồn, những việc này vẫn là người trong đạo môn làm nhanh nhẹn nhất, học viện đạo pháp mà nhân tộc mới xây vẫn cần một khoảng thời gian dài để phát triển. Nhưng đáng tiếc, hiện tại đại kiếp sinh tử của đạo môn đã ở ngay trước mắt, toàn lực chuẩn bị cho cuộc chiến phong thần, căn bản là không có ý định cứu thế. Mà đạo sa tận Đông Hải, lại bị âm ti theo dõi sát sao, thực sự là lực bất tòng tâm. Ban ngày thì không sao, nhưng vào ban đêm thì căn bản là không thể ra khỏi cửa. Các quán bar và câu lạc bộ đêm trong thời đại mặt pháp đều đã biến mất, tỷ lệ tội phạm cũng giảm đi rất nhiều. Huyện Hà Khúc, trong một khu vườn ở ngoại ô, mặt trời ấm áp vào mùa đông là thích hợp nhất để tắm nắng. Một cặp trai gái, khoảng 6, 7 tuổi, đi dạo trong công viên cùng với một người đàn ông trung niên trông khá đứng tuổi. Cặp trai gái đó đang ở độ tuổi nghịch ngợm, trong công viên đang đuổi bắt và đùa nghịch với nhau người đàn ông trung niên đã nhiều tuổi nên tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống nhắm mắt lại có chút lười biếng cả về thể chất lẫn tinh thần trước ánh nắng ấm áp của mùa đông trong công viên cũng còn có người khác rất nhiều người lối sống của con người bây giờ đã thay đổi quá nhiều đi làm đi học cũng không còn quá căng thẳng nữa nguy cơ ngày tận thế đã khiến nhịp sống của con người chậm lại giảm đi những ngưu mô khiến con người càng trân trọng hơi ấm của người thân hơn khoa linh dị không cấm công chúng thờ cúng quỷ thần quỷ thần có thể cho họ sự an ủi về mặt tinh thần, nhưng dù sao thì quỷ thần là chuyện rất xa vời, thứ có thể thực sự an ủi tâm hồn vẫn là tình cảm giữa những người thân với nhau. Đối với con cái, cha mẹ là vị thần lớn nhất ở cùng trời cuối đất. Người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế dài dần chìm vào giấc ngủ lơ mơ, không biết từ lúc nào đã có một chàng trai trẻ đi đến bên cạnh mình. Chàng trai trẻ mặc một bộ quần áo tồi tàn, quần áo trên người anh ta trông không giống như được mua hoặc tự may, mà giống như nhặt được quần áo vừa rách vừa bẩn dày cũng vậy nhưng mặt anh ta lại rất sạch sẽ sạch sẽ như dương chi bạch ngọc đôi mắt anh ta trong suốt giống như những viên ngọc đen lấp lánh chàng trai ngồi bên cạnh người đàn ông trung niên nhìn anh ta bằng ánh mắt vừa phức tạp nhưng lại vừa dịu dàng chú là ai cô bé sau khi chạy đến mệt mỏi thì quay về tìm ông mình thấy chàng thanh niên liền hỏi người thanh niên khẽ mỉm cười không nói gì cả người đàn ông trung niên bị câu nói của cháu gái đánh thức ngồi thẳng dậy nhận thấy sự hiện diện của chàng trai trẻ liền quay đầu lại nhìn. Chỉ cần nhìn một cái thì không thể di chuyển ánh mắt đi chỗ khác nữa. Một người đàn ông trung niên cô độc, cho dù ông ấy có một cặp con nhỏ vui đùa, ngay cả khi con trai và con dâu của ông ấy rất hiếu thảo thì ông ấy vẫn rất cô độc. Sau cái chết của vợ, nỗi cô đơn này càng rõ ràng hơn. Mặc dù đang ở trong nội địa của nhân tộc, nhưng người đàn ông trung niên này có thủ đoạn của riêng mình để lưu ý đến một số tin tức không được lan truyền trong nhân gian. Ví dụ như trận chiến ở cổ địa hoang mạc Long Môn và trận chiến của chúng thần ở thiên đình ông ấy cũng biết, tượng thần trong đạo quán đã thay đi đổi lại rất nhiều. Trong vài năm qua, nhân đạo và tiên đạo đã nảy sinh ra vài cuộc chiến. Lợi dụng sự hỗn loạn trong thiên đình, Lữ Thuần Dương đã phá hủy một nửa cơ sở đạo quán của tiên đạo ở nhân gian. Sau khi mộ dung nguyên duệ ổn định lại tình hình ở thiên đình, cô ta nhất định phải cạnh tranh giành địa bàn với nhân đạo ở nhân gian. Trên thực tế, người trung niên hoàn toàn không quan tâm đến nhân đạo và tiên đạo, cũng không quan tâm các vị thần trong đạo quán thuộc phe phái nào. Thứ ông ấy để ý tới là ma đạo. Đáng tiếc mấy năm nay ma đạo không có động tính gì, nếu không phải Đông Hải cách quá xa, ông ấy thật sự muốn đi xem một chút. Đó là mong muốn lớn nhất trong cuộc đời của ông ấy, đến gặp em trai mình. Thời gian trôi nhanh, trước mắt đã mấy năm trôi qua. Trận chiến cổ địa núi Hạ Lan kết thúc, em trai ông ấy trở về một lần, quay về đưa tiễn cha mẹ của hai anh em một đoạn đường. Sau đó, cậu ấy không quay lại nữa. Chương 840, vật về với chủ hai. Ông ấy biết rằng tu đạo phải đoạn đứt ràng buộc của Trần Gian, cha mẹ là gốc, nếu cha mẹ không còn nữa thì ràng buộc của thế gian là đã đứt rồi. Vậy nên, với tư cách là một người anh trai, ông ấy không xứng để em trai mình vấn vương Trần Thế. Ông ấy không kỳ vọng rằng em trai mình sẽ đến thăm mình một lần nữa. Chỉ là hàng năm vào dịp Tết Nguyên Đán ông ấy đều để một chiếc ghế trống bên cạnh, rót cho em trai một ly rượu. Vào mồng 1 và 15, ông đều thắp hương trước ảnh em trai, cầu nguyện cho em trai, cầu nguyện cho ma đảo. Âm thanh dương quan tam điệp làm rơi lệ, 10 năm tình cảm anh em bền chặt biết bao. Quay đầu nhìn thanh niên dung nhan không chút thay đổi, người trung niên cảm thấy nước mắt lưng tròng. Ông ơi, sao ông khóc rồi? Cô bé đáng yêu lấy tay lau nước mắt trên khóe mắt ông nội. Gió to, thổi cay mắt ông rồi. Nói xong, người đàn ông trung niên chào một cái rồi đưa đôi trẻ con rời đi sau khi người đàn ông trung niên rời đi chàng trai trẻ ngồi một mình trên ghế dài nhìn dòng người bên trong công viên một lúc sau người đàn ông trung niên quay trở lại biết rằng những người trẻ tuổi không thể lây nhiễm trần duyên nên đã đưa đôi trẻ con về nhà trước tuy nhiên khi ông ấy quay lại thì nam thanh niên đã không còn ở đó tại sao anh ta đến rồi lại đi người đàn ông trung niên không thể hiểu được cũng không ai cho ông ấy câu trả lời Thiểm Tây, Lâm Đồng, Ly Sơn, Lăng Tần Hoàng. Lăng Tần Hoàng đã không còn mở cửa cho khách nữa, bao gồm toàn bộ Ly Sơn cũng bị khoa linh dị liệt vào cấm địa. Lăng Tần Hoàng là nơi tụ hội khí số của nhân tộc, không chỉ bởi vì Tần Thủy Hoàng càn quét khắp thiên hạ, mà còn bởi vì đây là nơi có truyền thừa của Vu Môn. Thọ nguyên của Từ Phúc không nhiều, trận phong thần cũng sẽ là trận chiến cuối cùng của ông ta. Sự ra đi của Yến Tháp đã khiến Lăng Tần Hoàng mất đi người bảo vệ mạnh nhất, nhưng may mắn thay tạo ẩn đã kịp thời lấp đầy chỗ trống đó. Kể từ khi giao lại binh chủ chiến kỳ cho ma đạo, tạo ẩn bắt đầu chuyên tâm lĩnh ngộ đao thiên địa giao tranh âm dương lưỡng đoạn trong Lăng Tần Hoàng. Cô ấy là một người rất may mắn, rất nhanh chóng đã thành thạo bộ đao pháp này, nhờ đó mà đã đẩy lực chiến lên cảnh giới đạo tổ mạnh nhất. Tạo ẩn bế quan là để ngộ ra một đao quy nguyên tịch tà cuối cùng của thiên địa giao tranh âm dương lưỡng đoạn, Quy nguyên tịch tà hữu chiêu vô thức, mỗi người đều có tâm tư khác nhau, đao pháp lĩnh ngộ ra được cũng khác nhau. Quy nguyên tịch tà của Phá Quân Hộ Pháp Thiên Tôn rất trực tiếp, chỉ đơn giản là cắt đứt. Thiên địa giao tranh, âm dương lưỡng đoạn, vậy nên khi Phá Quân Hộ Pháp Thiên Tôn sử dụng chiêu thức này, bà ấy có thể cắt đôi sông vong xuyên. Mục tiêu theo đuổi của Tạ ẩn thì khác, điều mà Tạ huẩn muốn là hòa bình đến với nhân tộc. Do đó, thứ cô ấy muốn lĩnh ngộ không phải là cắt đứt, mà là trục xuất trục xuất tất cả các thế lực kỳ lạ cùng thần linh, trả cho nhân tộc sự tôn nghiêm, giữa đất trời còn sự tồn tại của người. Tạo ẩn ngộ đao ở địa cung, từ phúc bảo vệ trên ly sơn. Trên ly sơn có khu căn cứ quân sự của khoa linh dị của nhân tộc, ở đó, từ phúc có thể quan sát sông núi Hoa Hạ. Hôm nay, ai đó đã đến căn cứ quân sự ly sơn và giao một gói hàng hình chữ nhật. Gói hàng dài hơn 4 thước, cầm cũng nặng tay, gói hàng được gửi bằng chuyển phát nhanh. Những người đầu tiên nhận nó vốn không quan tâm mấy, nhưng đợi khi nhìn thấy tên trên gói hàng thì họ bắt đầu thận trọng hơn gói hàng này yêu cầu từ phúc ký nhận sau nhiều lần chuyển đi và thử nghiệm gói hàng cuối cùng đã được trao nguyên vẹn đến tay từ phúc từ phúc chỉ nhìn một cái sắc mặt đã trở nên nghiêm trọng ông ta dùng tay sờ lên gói hàng để cảm nhận một lượt xác nhận bên trong này là gì ghi chú trên bao bị yêu cầu từ phúc ký nhận kế bên còn viết một chữ trinh chính mang hàm ý tiếp tục có mở đầu có kết thúc sau khi nhận được gói hàng từ phúc bắt đầu suy luận nó bằng kỹ thuật chiêm bốc vu môn và nhận được câu trả lời khiến ông ta bị sốc. Sau khi sừng sốt, Hoàng sợ tổn độ cầm theo gói hàng xuống địa cung tìm tạo ẩn. Trong địa cung, tạo ẩn đang đối mặt với 10 vạn tượng đất nung binh mã, lĩnh ngộ sát khí quân uy. Trong tay cầm ma đao của Sivu, theo truyền thuyết, sức mạnh của con đao này sẽ tăng lên sau khi uống máu, giết càng nhiều người thì sức mạnh càng mạnh. Sivu đã san bằng thiên hạ với con đao này, sau khi chết, cửu lê ma long đã mang theo con đao và binh chủ chiến kỳ cùng với cơ thể của si vưu đến thành cự long gặp được tạo uẩn từ phúc cảm thấy ổn định hơn một chút ta cần phải đi đông hải một chuyến đi đông hải làm gì tạo uẩn hỏi có người gửi cho ta một kiện hàng ta muốn đưa nó cho ma đạo người nhất định nghĩ không ra bên trong chứa gì đâu nghe từ phúc nói như vậy tạo vân dùng thần niệm quét qua gói hàng trong tay bên trong chứa một thanh kiếm cổ tạo uẩn nói chương 841 đạo tổ không về một. Tạo ẩn đoán rằng đó là một thanh kiếm cổ, nhưng cô ấy không ngờ rằng thanh kiếm cổ này lại là thuần quân. Vậy nên, khi từ phúc nói rằng thứ gói hàng này chứ là thanh thuần quân thì cô ấy đã sốc ngay tức khắc. Thuần quân không phải ở trong tay ma đạo tổ sư sao? Tạo ẩn hỏi, nhân quả ở trong kiếm đã bị chặt đứt, ta có thể tính toán ra tạ lan bình an vô sự, cho nên có thể thấy được, chính hắn đã chặt đứt nhân duyên của mình với kiếm. Từ phúc đáp, thuần quân chẳng những tôn quý vô song, còn là thần binh hiếm có trong tam giới, đủ để cùng tử thanh song kiếm sánh vai, đạo tổ tại sao lại bỏ kiếm không dùng. Tạ Uẩn lại hỏi, ta cũng không biết, nên ta muốn đi Đông Hải hỏi thăm một chút. Sau khi giải thích, Từ Phúc lập tức bay đến biển Đông Hải. Đông Hải, đình viện tròm sao bắt đầu, từ đạo hữu tới đây, chẳng lẽ là là cổ điểm miêu cương có tin tức. Khương Tuyết Dương hỏi, không, tôi đến đây để gặp đạo tổ. Từ Phúc đáp, nhắc đến đạo tổ, Khương Tuyết Dương trong lòng trầm xuống, hỏi, không biết từ đạo hữu lại đến gặp ma đạo tổ sư ta. Người mở ra xem ắt sẽ rõ ói xong, từ phúc đặt gói hàng lên bàn. Khương Tuyết Dương mở hàng từng lớp một của gói hàng, bên trong là một chiếc hộp gỗ dài bốn thước, chiếc hộp được mở ra, bên trong lặng lẽ đặt một thanh trường kiếm với vỏ kiếm bằng gỗ mun. Chỉ cần nhìn vào chuôi kiếm, cô đã biết chắc đó là thanh kiếm nào. Vì sao thuần quân lại ở trong tay ngươi? Khương Tuyết Dương kinh ngạc hỏi, đây là lý do ta muốn gặp ma đạo tổ sư tâm tình khương tuyết dương mấy ngày nay luôn không rõ ràng cô ấy đã sớm cảm giác được chuyện gì đó nhưng sau khi nhìn thấy thanh kiếm thuần quân trong lòng cô ấy đột nhiên trở nên rối rắm sau khi thảo luận với từ phúc cuối cùng từ phúc nói về kết quả bói toán của mình thất sát kẻ tặc náo loạn thiên hạ ta đã dùng thuật chiêm bốc phát hiện thất sát tinh đã rời khỏi quỹ đạo của mình nếu là ngày xưa khi tôi đoàn tụ với anh mình chúng tôi sẽ uống chút rượu giống như nhiều năm trước vương huy chi thăm đới an đạo trong đêm đi trong tuyết dày cả đêm, đến cửa nhà đới an đạo thì đột nhiên quay đầu lại. Tôi không biết tại sao Vương Huy Chi không gõ cửa, tôi chỉ biết rằng tất cả những câu hỏi tôi muốn hỏi đã được trả lời trong ánh mắt anh trai nhìn tôi. Lý do là dù tôi có là ai, trong mắt anh trai tôi, tôi vẫn là em trai của anh ấy. Tôi có thể thay đổi cách tôi nhìn nhận bản thân mình, nhưng tôi không thể thay đổi cách người khác nhìn nhận tôi. Nói cách khác, dù ma đạo tổ sư có niết bàn trùng sinh hay không thì tạ lan này vẫn là một sự tồn tại khách quan giống như mộ dung nguyên rợi ngày nay, sẽ không bị xem như là cửu thiên huyền nữ nữa. Tạ Lan của ngày hôm nay sẽ không còn là ma đạo tổ sư năm đó. Mặc dù tôi đã nghĩ thông đạo lý này, nhưng tôi không có ý định chấp nhận sự thật. Vẫn là câu nói cũ, sự thật cùng logic vẫn luôn không thắng nổi cảm xúc. Ngã dĩ phi ngã, hà tất hữu ngã. Nghĩa là tôi đã không còn là tôi, tại sao lại phải có tôi? Nguồn gốc của rắc rối nằm ở kiếm đạo thái cổ, vì vậy tôi đã trả lại kiếm thuần quân cho nhân tộc. Nếu không phải vì cờ chiêu hồn không chịu rời khỏi huyền quan của tôi, thì tôi cũng chả nuốt cờ chiêu hồn lại cho ma đạo. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy ma đạo tổ sư, trong tuyết vực bí cảnh có cuộn tranh gia thú chân dung ông ấy, huyền quan của tôi cũng có bức chân dung ông ấy. Một lần nữa là trong trận quyết chiến với phân thần nữ hoa ở đại miếu, ông ấy trực tiếp xuất hiện dưới hình ảnh phản chiếu trong thần niệm. Bất kể lần nào tôi nhìn thấy ma đạo tổ sư, thứ mà ông ấy để lại cho tôi đều là một bóng lưng. Lần ông ấy chơi cờ với tạ Lưu Vân trong quan chấn hồn, Mặc dù không phải là bóng lưng, nhưng khuôn mặt của ông ấy lại rất khó để nhìn rõ. Phật gia nói rằng cô ấy đã thấy qua mặt mũi của Ma đạo tổ sư, ông ấy rất giống tôi. Bây giờ tôi nghĩ lại, lý do tại sao Ma đạo tổ sư không dám đối mặt với tôi chính là sợ tôi trông thấy bản thân mình. Ở núi Không Minh tôi đã từng mất tim một lần, đó là chuyện ngoài ý muốn, lại khiến tôi tình cờ có được tim ma. Lúc đó tôi vẫn không hiểu tại sao lại có sự trùng hợp như vậy, tôi mất tim vừa hay trong huyền quan huyễn ma lại có tim ma bây giờ tôi mới biết rằng tim ma vẫn luôn ở đó, là do kiêm hà đã giữ nó cho ma đạo tổ sư. Cô ấy đã sớm biết ma đạo tổ sư là một người dũng tim. Tôi sùng bái ma đạo tổ sư, rồi tôi tự mình lên làm ma đạo tổ sư rồi, thì sự sùng bái ông ấy đã lên đến cực điểm. Không làm đạo tổ thì không biết sự vĩ đại của đạo tổ. Tuy nhiên, khi tôi biết tôi chính là ông ấy, cảm giác ngưỡng mộ này đã biến mất ngay tức khắc. Tôi hoang mang tột độ, cũng mất phương hướng đến tột cùng. Tôi hận ông ấy, hận ông ấy thủ đoạn xảo trá, hận ông ấy hết lần này đến lần khác thoát khỏi tay trời, ngay cả thiên cơ cũng có thể lừa gạt được. Ông ấy chưa bao giờ xây dựng tượng thần, nhưng sớm đã trở thành niềm tin của các đệ tử ma đạo. Ngay cả bây giờ, tôi cũng không thể không thừa nhận sự vĩ đại của ông ấy. Nhưng tiếc rằng, cho dù tất thảy hình ảnh của ông ấy có rực rỡ đến đâu, hào nhoáng đến cỡ nào thì cũng đã sụp đổ khi tôi biết tôi chính là ông ấy chương 842, Đạo Tổ không về hai Nhìn vào gương, tôi chưa từng ghê tởm bản thân mình hơn bây giờ. Tôi tự nói với mình, tạ lan, người là giả, ông ấy mới là thật. Tôi lang thang ngày qua ngày ở nhân gian, ăn mặc như một kẻ ăn mày. Sự khác biệt giữa tôi và người ăn mày là cần phải ăn để tồn tại, tôi không cần, ngay cả khi tôi cố ý không sử dụng bất kỳ đạo pháp thần thông, thì đạo thể thiên tôn vẫn có thể tự hấp thụ linh khí của trời đất. Ngoài ra, tôi có ăn mặc bẩn, rách đến đâu thì cơ thể cũng không chảy chóc với bẩn. Dù sao cũng là thiên tôn, trừ khi chính mình hủy đi huyền quan, bằng không thì bất luận suy yếu đến như thế nào, cũng sẽ không trở về là người phàm. Sau khi ma đạo lui khỏi quan ngoại, thì nơi này đã trở nên vắng vẻ, nhân tộc thu gọn vào quan nội, yêu ma quỷ quái coi nơi này là nhà của mình. Sơn Hải quan quanh năm chiêu mộ những người thủ thành để bảo vệ trường thành, chống lại yêu ma quỷ quái đến từ quan ngoại. Yêu ma quỷ quái đương nhiên không dám xâm lấn trên diện rộng. Nhưng linh hồn và máu của nhân tộc là sự cám dỗ không thể cưỡng lại, liên tục bất chấp sự cấm cản. Nhân tộc không thu dọn bên ngoài Quan Ải cũng có nguyên nhân cả, Cửu Châu lãnh thổ rộng lớn, luôn cần nơi trú ẩn cho yêu ma quỷ quái, nếu đã không thể diệt cỏ tận gốc thì cần tập trung quản chế. Quan Ải bên ngoài khói tỏa mù mịt, Dãy Âm Sơn phục hồi tự ý, khắp nơi biên cương đều có âm linh quỷ quái tụ tập. Tuy nhiên, với sự sụp đổ của Dã Tiên cùng Âm Sơn pháp mạch, chúng không thể chờ mình được nữa thỉnh thoảng cũng có một vài vật đại hung xuất thế nhưng nhanh chóng bị áp chế bởi vũ khí công nghệ cao do khoa linh dị điều động không phải ai cũng có thể làm người thủ thành được cần phải tham gia kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn tối thiểu là cảnh giới chân khí thông linh chỉ được xem như mới nhập môn chân khí mới là đắc đạo sau khi thời đại mạt pháp kết thúc không chỉ đạo môn có được cơ hội phát triển thịnh vượng mà âm nhân trong thiên hạ cũng có được sinh cơ cản thi tượng ở tương tây trúc do khoa ở thần châu thuật cơ quan ở thanh thành phu cổ tại nam cương âm dương sư, nhị chỉ tiên sinh, thần bà cùng phong thủy sư các loại. Nhất âm nhất dương vị chi đạo, âm dương bất chắc vị chi thần. Thông âm dương tường ngũ hành, giai khả nhập thử môn. Khi chư thần giáng thế, không chỉ hồi âm lại các đệ tử đạo môn, mà còn thưởng cho âm nhân một phần thức ăn khác. Họ cũng có thể nhận được sự chúc phúc của thần linh thông qua các phương pháp bí mật khác nhau hoặc đơn giản là thỉnh thần nhập thân. Đây là thủ đoạn để thần linh ngưng tụ sức mạnh tín ngưỡng, lại không bị trận doanh đạo môn hạn chế, sức mạnh tín ngưỡng của âm nhân có thể cung cấp lớn hơn nhiều so với người phàm bình thường. Đạo môn có hạn chế về số lượng phát triển, không thể thu cả âm nhân tốt lẫn xấu vào cả đạo quán. Trừ khi ai đó mời sai vị thần, thì tai họa mới ập đến. Ví dụ như vừa niệm xong chú đổ mẫu nguyên quân ứng nguyên phổ hoa chúng sinh, sau đó lại đọc tên húy của cửu thiên đáng ma tổ sư, loại này thần linh sẽ không những không hồi đáp lại còn dáng thêm tai kiếp. Nguyên nhân là vì một trong hai người này thuộc về nhân đạo, người kia thuộc về tiên đạo. Thế nhưng những sai lầm này chỉ có người mới mới phạm phải, còn những âm nhân có kinh nghiệm thì đều biết rõ vị thần nào có xung đột với vị thần nào. Ngoài thần linh ra, âm nhân còn có một bộ phận đặc biệt đến móc nối với âm ti, chẳng hạn như âm sư, tuần âm nhân và tổ âm thần bà, họ tìm đến các vị thần đến từ âm ti. Khí số âm ti mỗi năm một tăng, Loạn Thiên Đình đã mang đến cơ duyên vô số cho họ, bởi vậy, các thần của âm ti cũng có rất nhiều tín đồ trong âm nhân. Tôi không có gì để làm cũng gia nhập vào dòng người đến nộp đơn cho đại quân âm nhân. Trong quá trình đánh giá, thứ tôi vẽ là một lá phủ thiên sư chân sát. Lấy chân khí làm ý niệm, tôi niệm tên trương thiên sư, chu sa rơi xuống tờ giấy vàng, trong nháy mắt đã hoàn thành. Trong thời gian này, tôi đã xóa đi dấu ấn linh thức của chính mình. Sau khi giống tim, miễn là tôi không tiết lộ khí thức thần niệm của mình, thì trong tam giới không ai có thể theo dõi tung tích của tôi. Ngay cả là cửu u nữ đế cũng không thể biết được tung tích tôi đang ở đâu sau khi trở thành người thủ thành khoa linh dị chịu trách nhiệm phân công các trạm kiểm soát tuần tra có vô số quan ải trên trường thành tám trong số đó là nổi tiếng nhất là kiếm môn quan gia dục quan nương tử quan sơn hải quan nhạn môn quan cư dung quan ngọc môn quan trấn nam quan trấn nam quan nằm ở nam cương và thuộc phía nam trường thành nam trường thành được xây dựng vào thời gia tính của nhà minh và còn được gọi là biên thành miêu cương sơn hải quan là căn cứ biên phòng của khoa linh dị những người thủ thành được chọn ở đây không chỉ canh giữ Bắc Trường Thành, mà Nam Trường Thành cũng chọn người từ đây. Sự nguy hiểm của Trường Thành phía Bắc nằm quan ngoại và âm sơn, còn sự nguy hiểm của Trường Thành phía Nam nằm ở sự xuất hiện vô tận của ma thú và cổ trùng có độc ở Nam Cương. Trấn Nam Quan cũng phải đối mặt với Thập Vạn Đại Sơn, nhiệm vụ canh giữ là nặng nề nhất và nguy hiểm nhất. Mọi người có bản năng tìm kiếm may mắn và tránh những điều xui xẻo, vì vậy có rất ít người sẵn sàng bảo vệ trấn Nam Quan. Tôi vừa trở về từ Thập Vạn Đại Sơn biết rõ nhất những con ma thú ở đó, vì vậy tôi đã yêu cầu được phân công đến chấn nam quan. thực ra tôi muốn đi chấn nam quan còn có một nguyên nhân khác, nếu như miêu cương cổ địa mở cửa trở lại, nhất định phải ở nam cương này. nam cương lãnh thổ rộng lớn, địa hình lại phức tạp, một số khu vực cho đến nay nhân tộc vẫn chưa khai khẩn, cổ địa miêu cương ẩn giấu trong đó. dù cho tôi kháng cự ma đạo cùng ma đạo tổ sư đến mức nào đi nữa, nhưng bản năng thân thiết sâu trong thần hồn thì không thể kháng cự lại được. là một người dũng tim tình cảm của tôi sẽ ngày càng lãnh đạm đi, nhưng dù tôi có lãnh đạm đến đâu, thì ký ức về quá khứ vẫn còn đó, làm sao tôi có thể không quan tâm đến đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng được chứ? chương 843, Đệ tử ma đạo 1 Sau khi gia nhập quân đoàn phòng thủ biên giới Trấn Nam Quan, chúng tôi huấn luyện ở Sơn Hải Quan thêm nửa tháng, sau đó đến Trấn Nam Quan cùng với những người tuyển dụng. Người thủ thành được đan sen bởi các quân đoàn, quân đoàn Trấn Nam Quan hiện có 5.000 người cùng với một quân đoàn trưởng, quân đoàn trưởng này được đảm nhận bởi cao tầng của khoa linh dị. Dưới quân đoàn trưởng có 5 vị tướng quan, gọi chung là thủ biên chi tướng, mỗi vị tướng quân chỉ huy 1.000 âm nhân, thủ biên chi tướng đều được tuyển chọn từ trong âm nhân, canh tranh rất kịch liệt. Đại doanh Trấn Nam quan ở trong thành, 5 đội quân thay phiên nhau ra ngoài điều tra hành tung của ma vật, cùng lúc đó thì bốn đội quân còn lại chấp hành nhiệm vụ trên trường thành thời gian huấn luyện tân binh là một tuần. Những âm nhân được chọn làm người thủ thành vốn đã có nền tảng chiến lược cực tốt, và lại thủ đoạn cũng đa dạng, vậy nên không cần phải huấn luyện theo hệ thống. Huấn luyện tuần này chủ yếu là phân công đồ dùng, làm quen nhiệm vụ điểm danh, làm tốt công tác bảo vệ an toàn. Một tuần sau, tôi được bổ nhiệm vào quân đoàn thứ 5 của quân đội Trấn Nam Quan, dưới sự chỉ huy của một nữ tướng tên là Mộ Vân Phàm. Mộ Vân Phàm xuất thân từ giáo phái toàn chân giáo của đạo môn, tu vi ở cảnh giới hợp đạo. Tu vi của âm nhân bình thường không cao, nhân tộc chiêu mộ bọn họ chỉ để đối phó với yêu ma bình thường, phần lớn là để làm công tác tuần tra và bảo vệ, còn về vật đại hung thì có các vũ khí công nghệ cao của khoa linh dị đến ứng phó. Nhân tộc đề ra mức thù lao rất cao cho âm nhân, dạo giang hồ rất mạo hiểm, đạo môn ngày một bành trướng trong nhân gian, khiến âm nhân có rất ít cơ hội sử dụng thủ đoạn của mình để lấy tài nguyên tu hành. Trong trường hợp này, thì phục vụ trong khoa linh dị cho nhân tộc đã trở thành một lựa chọn phổ biến của âm nhân. Thủ lĩnh của nhân tộc, Từ Phúc, là một phương sĩ nổi tiếng ở thời nhà Tần, sau khi nắm quyền chấp trưởng nhân tộc ông đã tinh chế những viên thuốc dưỡng hồn an thần từ những nguyên liệu trên trời dưới đất cùng bảo vật trần gian, đây cũng là vật thiết yếu để âm nhân nâng cao cảnh giới tu hành. Ở chợ quỷ, giá của một viên thuốc dưỡng hồn an thần đã được nâng lên tới 10 vạn, nhưng vẫn luôn trong tình trạng khan hiếm. Những âm nhân thủ thành đều là vì đan dược dưỡng hồn an thần mà đến, đây là thứ cần thiết để bọn họ có thể ngưng tụ nguyên thần. Âm nhân đã tuân theo mệnh lệnh và thực hiện các nhiệm vụ trong một năm tròn sẽ nhận được một viên thuốc dưỡng tâm an thần. So với bốn đội quân khác, đội quân thứ năm có nhiều phương sĩ hơn đạo quán của nhân tiên hai đạo ở nhân gian vô số nhưng không phải tất cả các đạo sĩ đều sẵn sàng chiến đấu trong trận chiến phong thần dưới tình huống như vậy rất nhiều đạo sĩ đều lựa chọn xuống núi hoàn tục lựa chọn làm việc cho khoa linh dị đạo môn không quản lý chặt chẽ vấn đề này bởi vì có năng lực tham chiến chân chính thì đạo sĩ tuyệt đối sẽ không từ bỏ đạo môn của chính mình cũng chỉ có ở đạo môn thì thực lực mới có thể tăng lên về phần những đệ tử cấp thấp kia cho dù tham chiến Phần lớn cũng bị dùng làm bia đỡ đạn, còn phải cung cấp tài nguyên tu luyện cho bọn họ thì quả thật là lãng phí. Ngoại trừ những ngày điểm danh, phòng thủ ở tường thành cũng thông dong, cơ bản đều là ai làm việc nấy, cũng có thể tu hành, luận đạo đấu pháp cũng được, cũng không có quá nhiều quy củ. Đội quân thứ năm đạo sĩ nhiều nhất, những thứ đem ra bàn luận hiển nhiên cũng sẽ là cả một tu vi của đạo pháp. Ở đây không có sự khác biệt giữa nhân, tiên, cũng không có sự cạnh tranh giữa sư môn, họ ở đây hài hòa và thân thiện hơn so với trong sư môn nhiều khi họ giao lưu với nhau, đó là lúc tôi im lặng nhất. Ở đây Tam Sơn Ngũ Nhạc đều có đệ tử, nhưng không có một đệ tử là của ma đạo cả. Hôm nay, đến lượt đội quân thứ 5 của chúng tôi ra khỏi thành để điều tra hành tung của ma vật. Chúng tôi sẽ đến độc nha cốc để kiểm tra, theo thông tin vệ tinh của khoa linh dị, thì độc nha cốc tà khí sông thiên, rất có thể đã bị ma vật đại hung chiếm giữ. Mộ tướng quân chia hơn 1.000 người chúng tôi thành ba nhóm, trái phải hai bên đều là lão binh, tân binh ở lại nhóm giữa với cô ấy. Nhóm ở giữa có số lượng ít nhất, chỉ hơn 100 người, ngoài những tân binh ra thì còn có một số vu chú y sư. Vu chú y sư là nhóm không thể thiếu ở Nam Cương, họ có thể loại bỏ ngoại tà và cổ độc, cổ trùng có độc là đệ nhất sát thủ ở Nam Cương, độ nguy hiểm xếp trên cả ma thú. Độc nha Cốc cách chấn Nam Quan khoảng 70 dặm đường núi, sau 3 giờ leo núi, chúng tôi đã đến lối vào của độc nha cốc. Độc nha cốc nhiều nhất là rắn độc, khi thời Đại Mạt Pháp chưa kết thúc, người miêu coi nơi đây là nơi tốt để bắt rắn và làm giàu. Sau thời đại mạt pháp kết thúc, rắn độc ở đây gần như là thay đổi diện mạo chỉ trong một đêm, màu sắc sặc sỡ, cơ thể phình to. Sau khi nhiều người miêu liên tiếp chết đi, thì không ai dám đến đây bắt rắn nữa. Địa hình dưới cốc rộng mở, được bao phủ bởi các cây bụi thấp, hai bên sườn núi mọc vô số dây leo. Dưới cốc còn có một con suối nhỏ, xưa kia là nước suối ngọt lành chảy qua, nhưng hiện nay suối đã có mùi hôi thối, nguồn suối đã bị ô nhiễm, thối rữa. Chương 844, đệ tử ma đạo 2 Độc nha cốc bị chặn bởi một lớp xương mù màu xám thần bí, từ trên không thì không thể nhìn thấy đáy cốc được, vậy nên chỉ có thể từ mặt đất tiến vào cốc để dò xét. Sau khi một vụ chú y sư kiểm tra chất độc trong không khí, nói rằng có thể tiến vào đáy cốc. Sau đó một tướng quân hạ lệnh, nhóm quân trái phải tiến sâu vào cốc dọc theo bờ suối. Nhóm ở giữa thì ở lại bên ngoài để giữ liên lạc với thế giới bên ngoài bất cứ lúc nào, sương mù xám trong cốc chặn tất cả các tín hiệu điện tử, ở bên ngoài độc nha cốc để dễ liên lạc với đội công nghệ cao của khoa linh dị. Nhiệm vụ của những người thủ thành là khám phá và điều tra, tiêu diệt ma vật hung thú là công việc của đội quân chiến đấu công nghệ cao của khoa linh dị. Tất nhiên, nếu đó là một số ma vật cấp thấp, thì người thủ thành cũng sẽ tiện tay diệt trừ. Sau khi hai nhóm lão binh tiến vào trong cốc, một tướng quân vẻ mặt nghiêm nghị đứng trên vách đá ở lối vào sơn cốc nhìn ra ngoài. Đạo không bàn tuổi, một tướng quân thoạt nhìn rất trẻ tuổi, cũng rất đẹp, nhưng lại có chút quạnh quẽ. Thường thì cô ấy sống ẩn giật, tôi hiếm khi gặp cô ấy, chỉ nghe nói về cô ấy từ các đạo sĩ đồng liêu. Họ nói rằng lực chiến cô ấy thâm sâu khó lường, không chỉ đơn giản là hợp đạo, rất có thể đã đạt đến cảnh giới nửa bước thiên tôn. Một đường hành quân đến đây, cô ấy kiềm chế khí thức nên tôi không phát giác được, nhưng khi cô ấy đứng ở trên cao giải phóng thần niệm, tôi mới biết những đạo sĩ đó đoán không sai, vị đạo cô phản bội toàn chân giáo này tu vi quả thực không yếu kém mộ tướng quân đang cố gắng cảm nhận những gì đang xảy ra trong độc nha cốc sương mù xám trong cốc đã chặn đi cảm nhận thần niệm của cô khiến cô khẽ cau mày nhíu mày nhìn chằm chằm một hồi mộ tướng quân xuống vách núi đi vào giữa chúng tôi ánh mắt dò xét chúng tôi một lượt cuối cùng chỉ vào tôi hỏi ngươi tên gì tạ nhị con trai thứ hai của nhà họ tạ đương nhiên tên là tạ nhị được ngươi theo ta đi vào sơn cốc một chuyến mộ tướng quân gật đầu nói mộ tướng quân để những người khác nguyên chỗ cũ rồi dẫn tôi vào cốc Cô ấy đi phía trước, tôi hơi đi sau 4 năm thước, giữ khoảng cách này. Ngươi biết vì sao ta chọn ngươi không? Mộ tướng quân hỏi, không biết, bởi vì ngươi là người mạnh nhất trong số những người thủ thành trong đội quân thứ năm này. Nếu như ta không sai, ngươi hẳn là ở cảnh giới hợp đạo. Tướng quân nhìn thấy từ đâu? Da thịt và mắt, những dấu hiệu mà nhục thân hóa thánh mới có. Người bình thường có thể không cảm nhận nhiều về làn da của tôi, nhưng đương nhiên sẽ thấy sự khác biệt lớn trong mắt của các chuyên gia, đặc biệt là đôi mắt của tôi thần quang được cô đọng không tan biết căn bản không thể che giấu được rất giống với đại thành của hợp đạo nhục thân hóa thánh bởi vì bản thân mộ tướng quân cũng có làn da như ngọc và đôi mắt sáng rực tiếc rằng tôi không phải nhục thân hóa thánh mà là đạo thể thiên tôn đại đạo khó tìm thiên tôn khó chứng đối với người tu hành thế tục mà nói có lẽ cả đời cũng không gặp được bậc thầy ở cảnh giới thiên tôn dựa trên tu vi của mộ tướng quân tuyệt đối không thể phát hiện tu vi của tôi được nửa bước thiên tôn và thiên tôn nhiều như mây trời. Người tu vi cao như vậy, không biết đến từ sơn môn nào. Mộ tướng quân lại hỏi, tôi tùy tiện tu hành theo sơn giã, cũng không có sơn môn. Tôi đáp, tại sao lại muốn trở thành người thủ thành, tôi cũng không biết, có lẽ tôi muốn đóng góp chút sức mọn cho nhân gian chăng. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu mọi người trong đạo môn đều nghĩ như vậy thì tốt rồi, đáng tiếc, bất kể tiên đạo hay nhân đạo thì cũng vì trận chiến phong thần, thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, Đạo môn lạnh nhạt bàng quan thì cũng bất nhân giống thiên đạo thôi. Tôi im lặng, vì cô ấy nói rất đúng. Còn cô thì sao, sao cô lại phản lại toàn chân? Với tu vi của cô chắc chắn rất được coi trọng trong toàn chân giáo. Sau khi im lặng đi một hồi, tôi hỏi, không còn Khương Tuyết Dương của toàn chân, không có gì đáng lưu luyến cả. Long hổ hành tẩu thành tuyệt hưởng, trung nam sơn hữu Khương Tuyết Dương. Không ngờ đã nhiều năm như vậy mà vẫn có đệ tử của toàn chân giáo nhớ tên cô ấy nếu ngươi đã ngưỡng mộ cô ấy như vậy tại sao lại không cùng cô ấy gia nhập ma đạo bởi vì ta không muốn chết ý cô là sao tôi hỏi nếu trận phong thần nổ ra ma đạo là người đầu tiên thất bại mộ tướng quân nói cũng không đến mức thân tử năm đó có rất nhiều người sống sót qua trận chiến phong thần thứ đạo môn phân tranh là thắng bại không phải là đuổi cùng giết tận chỉ cần từ bỏ giáo lý ma đạo là được tôi đáp ngươi từng nghe qua một câu nói chưa mộ tướng quân hỏi câu gì Ma đạo đệ tử vạn thế thiên hồng, ngươi từng thấy đệ tử ma đạo nào nguyện ý từ bỏ giáo lý của ma đạo chưa? Nếu có, chỉ có thể là người ngươi gặp được vốn dĩ không phải là đệ tử ma đạo. Tôi không còn gì để nói ngoài sự im lặng. Năm đó ma đạo có rất nhiều người còn tồn tại được là vì đạo tổ cùng phá quân lần lượt chết đi, Khương Tuyết Dương lại đánh chìm đảo Kim Ngao, điều này tương đương với việc tuyên bố ma đạo rút khỏi tam giới, vậy nên các đệ tử ma đạo mới được bảo toàn. Nếu không phải như vậy, những đệ tử ma đạo không sợ chết nguyện lấy thân bảo vệ đạo làm sao có thể sống sót tiếp được. chương 845, Độc Nha Cổ Thần 1 Độc Nha cốc sâu không thể lường được, đột nhiên nghe thấy bên trái phía trước chuyển tới một tiếng hét thảm, tôi và mộ vân phàm lập tức tăng nhanh tốc độ tiến lên. Lúc đến nơi thì tôi nhìn thấy một đệ tử của Trúc Yêu Khoa đang ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy làn da đang dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được biến thành màu xanh lá đậm. Người thủ thành đứng xa xa ở xung quanh, chẳng ai dám đến gần. Có chuyện gì vậy? Mộ Vân Phàm hỏi, báo cáo mộ tướng quân, Tống Vũ bị rắn cắn. Rắn gì? Mộ Vân Phàm lại hỏi. Không có ai trả lời hết, bởi vì chẳng ai nhìn thấy nó. Chỉ trong lúc nói được mấy câu như vậy thì toàn thân Tống Vũ đã biến thành màu xanh lá đậm, hơi thở cũng không còn, không chỉ làn da biến thành màu xanh lá đậm mà đến cả hai tròng mắt đang trợn trừng của hắn cũng biến thành màu phỉ thúy, ẩn chứa ý niệm oán độc, khiến cho người khác nhìn vào không rét mà run. Tôi nhìn xong liền hít một ngụm khí lạnh, loại rắn độc có cấp bậc này đã đạt đến cảnh giới của cổ vương ở núi không minh. Theo lý mà nói thì sau khi rắn cắn người xong có lẽ vẫn đi chưa xa, nhưng tôi âm thầm sử dụng thần niệm để tìm kiếm thì lại không hề thấy một chút xíu dấu vết tồn tại nào của rắn độc. Mộ vân phàm cũng đang làm chuyện tương tự, lông mày của cô càng nhíu lại càng cao, hiển nhiên cô cũng không hề tìm thấy được gì. Tướng quân, chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm kiếm về phía trước sao? Có người hỏi, mạng người lớn nhất, theo lý mà nói khi có người chết thì người thủ thành có quyền rời khỏi, nhưng mà nguyên nhân cái chết vẫn chưa được điều tra rõ, hiện tại rời bỏ nhiệm vụ thì xem như là thất trách. Quan trọng nhất là con rắn độc này suốt quỷ nhập thần, nếu như không điều tra rõ nguyên nhân cái chết để giải quyết hậu hoạn, thì một khi để nó nhập thế tạo nghiệp, khẳng định sẽ có càng nhiều bách tính vô tội hơn nữa gặp nạn. Mộ vân phàm do dự một chút rồi quay đầu hỏi tôi, người có cảm nhận thấy gì không? Không có cất kỳ lạ, nếu như là rắn thì nhất định sẽ có sự dao động của năng lượng sinh mạng, tại sao lại không thể cảm thấy được gì hoặc có lẽ là chúng không phải vật sống không phải vật sống vậy là gì là cổ đạo tàng có ghi lại ở bên trong núi không minh có một loại xà cổ hữu hình vô thực ẩn nấp bên trong không khí chỉ khi cắn người thì mới hóa thành hình rắn sau đó liền biến mất rất khó để đề phòng loại xà cổ này nó giết người trong vô hình khó mà phòng bị được nếu như là xà cổ thì chúng ta lại càng tiếp tục thăm dò kỹ hơn xà cổ rất khó diệt không tìm thấy nguồn gốc của xà cổ thì cho dù khoa linh dị có san bằng cả độc nha cốc thì cũng không thể diệt trừ cái tai họa ngầm này. Mộ Vân Phàm nói, bản thân xà cổ không thuộc về sinh mạng thể, nên đương nhiên nó cũng sẽ không bị các loại điện tử phóng xạ tổn thương. Muốn phá loại cổ trùng lưu độc này chỉ có một phương pháp, phải tìm thấy nguồn gốc tồn tại của cổ, giết chết nó. Nguồn gốc của cổ không diệt trừ, chỉ diệt trừ những lưu độc thì căn bản không có tác dụng. Mà muốn tìm thấy nguồn gốc của cổ ở đâu, thì nhất định sẽ còn có người chết tiếp. Tôi không khuyến khích mọi người làm như vậy, xà cổ chỉ hóa hình ngay khi xuất hiện công kích, người thủ thành bên dưới cảnh giới nguyên thần thì căn bản không có cơ hội để phản ứng, cho dù là cảnh giới nguyên thần thì cũng rất khó để phản ứng kịp. Tôi nói, mộ vân phàm lộ ra vẻ mặt suy tư, cũng ngay tại lúc này bờ bên kia của dòng suối lại truyền đến một tiếng hét thảm. Đợi đến khi chúng tôi đi qua đó thì phát hiện lại có một người thủ thành nằm dưới đất, dáng vẻ khi chết giống hệt như tống vũ và cũng không hề phát giác ra được sự dao động năng lượng sinh mệnh của độc xà. Thấy vậy, mộ vân phàm quả quyết hạ mệnh lệnh, để cho hai đạo lão binh trái phải rời khỏi độc nha cốc trước. Tướng quân, ngài không rời đi sao? Một đạo sĩ gọi là Tống Thanh Sơn có cảnh giới nguyên thần hỏi. Mọi người ở lối vào Sơn cốc đợi chúng ta, ta và tạ nhị đi đến phía trước xem một chút. Mộ vân phàm nói, ta cũng là cảnh giới nguyên thần, để bọn họ quay về trước, ta ở lại đây với hai người Tống Thanh Sơn nhìn tôi nói. Mộ vân phàm không có đạo lữ, Bên trong nhóm người thủ thành có rất nhiều lão binh đều ngưỡng mộ cô ấy, Tống Thanh Sơn cũng không ngoại lệ. Tống Thanh Sơn có thực lực ở cảnh giới Nguyên Thần đỉnh phong, đã sắp bước vào cảnh giới Hợp Đạo. Tôi là tân binh lại có được một tướng mạo tốt, nhanh chóng có được sự tín nhiệm của Mộ Vân Phàm, khiến cho hắn khó tránh khỏi sinh ra cảnh giác. Mộ Vân Phàm để Tống Thanh Sơn ở lại, còn có hai cao thủ cảnh giới Nguyên Thần khác cũng được cô ấy để lại. Một người gọi là Vân Kiệt, người kia thì gọi là Trương Nhậm Trọng. Còn về việc những người khác đương nhiên là toàn bộ đều quay trở lại lối vào độc nha cốc, ở bên ngoài chờ đợi. Năm người chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, tôi thì không sao cả, đạo thể thiên tôn có thể phòng ngừa vạn pháp, chỉ có tiên thiên ngũ hành và lực lượng pháp tác đại đạo mới có thể động đến tôi, xà cổ căn bản không thể làm tôi tổn thương được. Còn bốn người bọn họ bao gồm cả mộ vân phàm thì mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, cẩn thận đề phòng. chương 846, Độc Nha Cổ Thần 2 càng đi sâu vào bên trong độc nha cốc thì sương mù màu xám lại càng dày đặc tà khí cũng ngày càng nặng ánh sáng cũng trở nên mơ hồ không rõ ràng cẩn thận mộ vân phàm lên tiếng cảnh báo lời vừa nói ra thì vân kiệt bị công kích đã đưa tay rút ra một lá thiên sư ngũ lôi phù đốt cháy chỉ nghe một tiếng ầm lớn lôi phù nổ tung xà cổ ẩn nấp bên trong sương mù xám vừa mới hóa thành hình đã bị lôi phù nổ tung xà cổ sau khi cắn người thì mới có thể kích phát ra độc tính được không cắn chúng người thì độc tính của nó cũng không thể phát ra chỉ qua một lần này mà sắc mặt của Vân Kiệt đã tái nhợt đi mấy phần. Tự hắn phát giác ra, lại được Mộ Vân phàm nhắc nhở cho nên mới có thể ứng phó kịp thời, chỉ cần phản ứng chậm thêm một chút nữa thì rất có khả năng hắn đã phải bỏ mạng nơi này. Lại đi thêm khoảng chừng trăm trượng về phía trước nữa thì công kích của xà cổ lại càng ngày càng nhiều. Vẫn may, mọi người vẫn luôn có lòng cảnh giác, đi cũng rất chậm cho nên mới không có thương vong. Nhưng mà cứ đi tiếp như vậy cũng giống như đi trên dây vậy, sự kinh hoàng đã tiêu hao rất lớn thần niệm mộ vân phàm không chịu bỏ cuộc những người khác cũng chỉ có thể tiếp tục theo cô ấy đi về phía trước tạ nhị tại sao xà cổ không công kích ngươi tống thanh sơn hiểu lầm tôi là tình địch của hắn nên thần niệm thỉnh thoảng vẫn luôn đặt trên người tôi cuối cùng đã bị hắn tìm ra một chỗ không bình thường may mắn thôi tôi nói ở đâu ra mà có lắm may mắn thế trên người ngươi có phải là mang theo pháp bảo trừ tà gì hay không tống thành sơn hỏi thực sự không có tôi mở hai bàn tay ra cười khổ nói tôi làm gì có pháp bảo chẳng qua là bản thân đạo thể thiên tôn của tôi vốn chính là một pháp bảo tạ nhị hay là ngươi ở phía trước mở đường đi chúng tôi cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút phân kiệt nói có tôi đi ở phía trước thì tần suất bị xà cổ tấn công cũng giảm xuống không ít bất quá có một điểm không tốt hình như là tôi đã kích phát lòng thù hận của cổ nguyên có loại cảm giác như bị vật đại hung âm trầm nhìn chằm chằm vào Tâm cảnh của tôi ở cảnh giới thiên tôn đỉnh phong, thứ có thể khiến cho tôi sinh ra cảm giác sợ hãi tuyệt đối không phải là cổ vương, ít nhất thì cũng phải ở cảnh giới cổ thần. Độc xa cảnh giới cổ thần có chiến lược bằng với cảnh giới thiên tôn, căn bản không phải là thứ mà người thủ thành có thể đối phó được. Điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái chính là một cái độc nha cốc nho nhỏ làm sao có thể có cổ thần tồn tại được. Thập vạn đại sơn hung hiểm như vậy, trải qua vô số ngàn năm thì mới có được một cổ ma bách lý xuân thu, cổ thần lại chưa từng nghe nói tới. Lúc đó tôi suy nghĩ trăm ngàn lần vẫn không tìm được lời giải, sau này thì tôi mới biết được, sự xuất hiện của cổ thần có liên quan đến vạn ma điện. Kiêm Hà mở cửa truyền tống thông đến thái cổ ma giới, đem đi chúng ma bên trong vạn ma điện, mà bên dưới vạn ma điện còn trấn áp vô cùng vô tận viễn cổ hung cổ, trong đó có tồn tại cấp bậc cổ thần. Ma có thể đi theo Kiêm Hà đến thái cổ ma giới, nhưng cổ thì không được. Mất đi sự trấn áp của vạn ma điện những con viễn cổ hung cổ, tà ác đến cùng cực này bắt đầu lần lượt xuất thế. Độc xà cổ thần ở độc nha cốc chỉ là thứ rời khỏi thập vạn đại sơn đầu tiên, mang ý đồ tiếp cận biên cương của nhân tộc, còn những viễn cổ hung cổ khác thì vẫn còn ở bên trong thập vạn đại sơn chưa xuất thế. Tạ nhị, tại sao không đi tiếp? Tống Thanh Sơn hỏi, không thể đi tiếp nữa, hiện tại chúng ta rời khỏi đây, lập tức thông chi cho cao tầng của khoa linh dị, chuyện này không phải là chuyện mà quân đoàn thủ vệ trấn Nam Quan có thể giải quyết được. Tôi nói, muốn đối phó với cổ thần thì hoặc là xuất động ra trận thế phóng xạ điện từ cỡ lớn, hoặc là có thể mời được tạo ẩn hay là từ phúc ra tay. Với quân đoàn phòng hộ của khoa linh dị ở chấn Nam Quan hiện tại thì chỉ có thể đối phó với cấp bậc cổ vương, căn bản không thể đối phó được cổ thần. Người phát hiện được gì? Mộ vân phàm hỏi, ta hoài nghi sâu bên trong độc nha cốc có, có ẩn nấp một cổ thần tôi nói. Buồn cười, cổ thần vốn là tồn tại cảnh giới thiên tôn, nếu như nơi này có cổ thần thì tại sao ta không cảm thấy uy áp thần niệm đến từ thượng vị giả? Rõ ràng là bản thân ngươi nhát gan, không dám đi về phía trước nữa tống thanh sơn nói ngươi không cảm giác được là bởi vì nó không có nhắm vào ngươi cổ thần tức giận huyết lưu phù đồ nếu như thật sự có cổ động thì chúng ta sớm đã chết hết ở đây rồi giải thích câu huyết lưu phù đồ nghĩa là tượng phật chảy máu hết giải thích thật sự tôi rất muốn nói với tống thanh sơn sở dĩ cổ thần vẫn không ra tay là vì cố kỵ tôi nhưng mà tôi không hề muốn để lộ thực lực của bản thân một chút nào càng không muốn để lộ thân phận này tống thanh sơn không tin tôi mộ vân phàm cẩn thận cảm giác một lúc Hoài nghi liếc nhìn tôi nói, tại nhị nơi này không thể xuất hiện cổ thần được, viễn cổ hung thú sớm đã bị diệt sạch ở nhân gian, nhân gian cũng không thể nào xuất hiện cổ thần. Mộ tướng quân, tin tưởng tôi tôi dùng thần niệm truyền âm cho cô ấy. Rốt cuộc ngươi đã phát hiện ra cái gì? Cổ thần, độc nha cốc có cổ thần tồn tại, sở dĩ nó không công kích chúng ta là bởi vì nó đang dưỡng dục cổ. Hiện tại rời khỏi nơi này, lập tức thông chi cho cao tầng của khoa linh dị, tin tức này nhất định phải truyền đến ly sơn mộ vân phàm nhìn tôi tôi cũng nhìn cô ấy nếu như cô ấy muốn tiếp tục đi về phía trước sẽ khiến cho tôi rơi vào tình thế vô cùng khó khăn quan trọng nhất chính là cho dù tôi có để lộ thân phận cũng chưa chắc đã có thể bảo hộ bọn họ chu toàn cổ thần giỏi về việc ẩn nấp công kích có thể xuất hiện từ khắp hướng được rút lui mộ vân phàm rốt cuộc cũng lựa chọn tin tưởng tôi nhưng mà ngay khi chúng tôi đang chuẩn bị rút lui thì tôi đột nhiên cảm giác được cổ thần đột nhiên càng trở nên cuồng bạo hơn Chương 847, Tế Khư Sắc Vi 1. Cổ thần có thể cảm nhận được sự uy hiếp của tôi đối với nó, nhưng dù sao nó cũng là sinh vật có thần trí thấp, khi nhìn thấy tôi quay người rời đi, bản năng săn mồi của nó liền bị kích phát ra. Thật ra rất nhiều dã thú có trí lực kém đều có loại bản năng này, ví dụ như lại bị cú nếu như đối mặt với nó thì nó sẽ lùi về phía sau, nhưng nếu như quay người rời đi thì nó khẳng định sẽ kêu gào xông đến từ phía sau. Sự nhượng bộ của tôi khiến cho cổ thần sinh ra hiểu lầm nó cho rằng tôi muốn bỏ chạy, từ sâu bên trong độc nha cốc xuất hiện một mảng mây màu xanh lục. "Đi nhanh!" tôi nói, Mộ Vân Phàm quay đầu nhìn tôi một cái, sắc mặt liền trắng bệch, lập tức thi triển thân pháp. Ba người Tống Thanh Sơn, Vân Kiệt, Trương Nhậm Trọng cũng tự mình thi triển thần thông, cấp tốc dựa theo đường đến đây mà quay lại. Tuy rằng bọn họ vẫn không tin nơi này có cổ thần tồn tại, nhưng mà mảng mây xanh lục nổi lên từ sâu bên trong độc nha cốc đã khiến cho họ sinh ra cảm giác nguy cơ mà trước giờ chưa từng có. Hiện tại nếu như không đi thì sẽ phải đối mặt với hàng ngàn hàng vạn đòn công kích của xa cổ, việc này đã vượt qua phạm vi mà năng lực của họ có thể ứng phó. Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn bốn người bọn họ ngày càng đi xa, cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng đâu. Tôi không thể chạy trốn cùng bọn họ, bởi vì tốc độ của họ dù có nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn lưu độc của cổ thần. Hiện tại người mà cổ thần đang nhắm vào là tôi, nếu như tôi ở cùng bọn họ thì nhất định sẽ khiến cho họ gặp tai ương. Lục ý trong không khí càng ngày càng nồng đậm. Chỉ trong nháy mắt tôi đã có thể phát giác được không dưới 100 con xà cổ tồn tại. Đạo thể thiên tôn có thể đối phó với những cổ tộc thông thường, nhưng lại không thể đối phó với lưu độc do bản thân cổ thần phát ra. Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhiên ý thức được tôi đã phạm phải một sai lầm. Tôi ở lại đây có thể ngăn cản cổ thần thành công, nhưng mà tôi phải giải quyết nó như thế nào? Sau khi lấy kiếm nhập đạo thì tôi liền từ bỏ việc tu luyện pháp thuật thần thông ngũ hành, việc duy nhất tôi biết chính là vẽ phù, nhưng mà phù chú không thể đối phó được cổ thần. Tôi đã phong bế huyền quan của bản thân, không thể dùng đến ba kiếm đạo thái cổ, cũng không thể giải phóng ra kiếm khí lưu hình. Tuy rằng tôi có thể phá giải phong ấn bất cứ lúc nào, nhưng nếu làm như vậy thì đồng nghĩa với việc tôi đã tiếp nhận sự thật bản thân chính là ma đạo tổ sư sau khi niết bàn, nói rõ rằng tôi đã khuất phục vận mệnh. Tôi rơi vào tình thế khó khăn, trong thức hải dường như vẫn luôn có một thanh âm nói rằng, Tạ Lan muốn phân rõ giới hạn với ngài, thì ngươi chả là cái thá gì hết. Trong lúc tôi đang đứng giữa hai lựa chọn khó khăn, thì cổ thần từ huyệt động dưới mặt đất ở sâu bên trong độc nha cốc đã đi lên phía trên, ánh mắt tôi nhìn chầm chầm vào mảng xương mù ở sâu bên trong độc nha cốc, bên trong đó lộ ra hai điểm u mang màu xanh biếc, to như đầu người, đó là đôi mắt của nó. Tôi dùng thần niệm để quan sát nó, bản thân cổ thần chính là một con xà độc cực lớn, thân thể của nó giống như không hề có giới hạn vậy, kéo dài vô cùng vô tận bên trong xương mù. Cổ thần di chuyển vô cùng chậm chạp, vừa tiến đến gần tôi vừa không ngừng giải phóng ra lưu độc của xà cổ, rồi để nó hóa thành hình rắn bên trong sương mù, mai phục tầng tầng lớp lớp ở xung quanh tôi. Mắt thấy thời gian đã không còn lại bao nhiêu, tôi nhẹ thở dài một hơi, không chấp nhận bản thân là ma đạo tổ sư, không có nghĩa là tôi bằng lòng lấy cái chết để chứng minh. Từ trước đến nay, tôi đều có lòng kính sợ đối với tử vong, cũng giống như tôi kính sợ sinh mạng vậy. Tôi chỉ mượn dùng lực lượng của hắn, không hề đại biểu cho việc tôi tiếp nhận sự an bài số mệnh của hắn, càng huống hồ những lực lượng này không phải toàn bộ đều là của hắn, trong đó cũng có tâm huyết do bản thân tôi bỏ ra. Từ khi tôi lấy kiếm nhập đạo đến nay thì trên con đường tu hành kiếm đạo tôi chưa hề lười biếng nửa phần, tuy rằng không chấp mê như Lữ Thuần Dương, nhưng cũng đã gần như hao hết sạch mọi tinh lực của tôi. Bên trong kiếm đạo có thể ngộ thuộc về bản thân tôi, có rất nhiều thứ đều là tôi thể ngộ ra từ kiếm ý và kiếm pháp võ đạo. Long hình kiếm khí, kiếm khí hóa long chính là những thứ thuộc về riêng bản thân tạ Lan tôi nghĩ như vậy thì tôi cảm thấy tôi vì muốn sống sót mà sử dụng ba kiếm đạo thái cổ thì cũng không hề quá phận nhưng mà ngay khi tôi chuẩn bị phá bỏ phong ấn của huyền quan thì mộ vân phàm lại quay về rồi hiện tại xà cổ đã hoàn toàn hóa hình thằng hà sa số những con rắn màu xanh lục vây cách năm trượng xung quanh tôi miệng rắn mở ra phát ra âm thanh xì xì nhìn thấy tôi bị vô số con xà cổ vây quanh mộ vân phàm dừng lại vẻ mặt ngày càng lo lắng lớn tiếng nói với tôi tạ nhị tại sao ngươi không đi cùng chúng ta Tôi đã bị cổ thần nhắm vào, tôi đi đến đâu thì sẽ đem xà cổ đến đó. Mộ tướng quân, cô nhanh chóng quay về thông chi cho người của khoa linh dị đến xử lý, tôi không thể cầm cự quá lâu. Tôi nói, ngươi sẽ chết sao? Mộ vân phàm mở miệng hỏi, chương 848, tế khứ sắc vi 2. Nếu như cô vẫn không chịu đi, thì cô cũng sẽ chết ở đây. Nghe tôi nói như vậy, theo bản năng, mộ vân phàm liền lùi về sau vài bước, lông mày nhíu lại. Chẳng có ai mà không sợ chết, bản thân cô ấy cũng đã từng nói chính là bởi vì sợ chết cho nên cô ấy mới không có theo khương tuyết dương gia nhập ma đạo cô ấy muốn quay người rời đi nhưng lại nhớ đến trách nhiệm của một tướng quân cần phải chiếu cố tốt binh lính của mình chỉ trong giây lát khi cô ấy do dự thì cổ thần đã phá sương mù mà ra lộ ra một cái đầu ba sừng dữ tợn xấu xí hai mắt rắn như hai cái đèn lồng màu xanh lục cực lớn đầu rắn rất dẹp miệng hơi hơi mở ra bên trên răng độc độc lấp lánh ánh sáng xanh hàn ý rét lạnh một cái lưỡi rắn đỏ tươi như đẫm máu không ngừng hô hấp phát ra tiếng si si theo hơi thở của nó từng mảnh từng mảnh xương mù xanh bay ra từ trong miệng nó cổ thần dù sao cũng là hung vật cấp bậc thiên tôn phạm vi phóng xạ của uy áp thần niệm vô cùng lớn có thể phá xương mù mà ra cho nên thần niệm của nó cũng bao cả mộ vân phàm vào trong mộ vân phàm là cảnh giới nửa bước thiên tôn bị uy áp thần niệm của thượng vị giả chấn áp đến cả người run rẩy chẳng dám động đậy lần này cô ấy có muốn đi thì cũng không đi được nữa đây là quái vật gì vậy mộ vân phàm nhìn thân thể lộ ra ngoài của cổ thần vừa kinh vừa sợ hỏi tôi cổ thần thì ra những gì ngươi nói là thật đáng tiếc là cô tin tưởng tôi quá muộn rồi tôi thở dài nói tạ nhị hiện tại chúng ta phải làm gì đợi chết sao nói chuyện với tôi có thể giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng cô ấy cho nên cô ấy một khắc cũng không muốn dừng lại đây là bệnh chung của nữ nhân nói chuyện có thể giảm bớt rất nhiều cảm xúc tiêu cực nếu như không muốn chúng ta đều phải chết ở đây thì đem kiếm của cô cho tôi mượn dùng một chút. Mộ vân phàm nhìn thanh kiếm pháp sư trai chám trong tay một cái liền lập tức ném nó cho tôi. Cầm kiếm trong tay, nội tâm của tôi liền sinh ra vài phần an ổn. Tốc độ xuất kiếm của tôi rất nhanh, đạo thể thiên tôn lại càng khiến tôi có được tốc độ không gì sánh kịp. Có mộ vân phàm ở đây cho nên tôi không muốn để lộ thực lực quá nhiều, một khi tôi triệu hoán ra kiếm thai, thì đồng nghĩa với việc tôi để lộ thân phận bản thân chính là ma đạo tổ sư. Bởi vì trước mắt mà nói thì chỉ có ma đạo tổ sư tạ lan mới có kiếm thai. Trận quyết đấu với Lữ Thuần Dương ở cổ thành Huệ Viễn và cả trận chiến ở cổ địa hoang Mạc Long môn sau này đã khiến cho kẻ tu hành trong toàn thiên hạ biết rằng tôi đã ngưng tụ được kiếm thai, hơn nữa không chỉ một thanh mà còn là ba thanh. Điều đáng tiếc duy nhất chính là kiếm pháp sư trai trám của mộ vân phàm quá bình thường, không thể dung nạp quá nhiều kiếm khí, thậm chí đến cả một cái kiếm khí lưu hình cũng không thể thi triển ra được. Kiếm pháp sư là dùng để thi triển thuật pháp thần thông, Bản thân nó vốn cũng không phải sát kiếm để kích phát ra kiếm khí, không thể nào giải phóng ra kiếm khí lưu hình, nên tôi chỉ có thể dùng kiếm pháp của võ đạo để đối phó với xà cổ. Còn về con cổ thần độc xà đó thì phải xem nó có giác ngộ của sinh vật cấp thấp hay không. Tôi có thể dùng kiếm pháp võ đạo để diệt sạch hết xà cổ, nhưng bản thân nó ra tay thì tôi khẳng định phải dùng đến kiếm thai, cho dù có để lộ thân phận cũng không đáng tiếc. Cho dù tôi không hề giải phóng ra một chút thần niệm uy áp của Thiên Tôn Định Phong nào thì bản năng của cổ thần cũng sinh ra sự sợ hãi đối với tôi, đợi đến khi nó chỉ còn cách tôi khoảng 50 trượng thì nó liền ngừng lại, đôi mắt oán độc khóa chặt, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bình tĩnh đối mắt với nó, cuộc diện rơi vào bế tắc. Cuối cùng, cổ thần chiến thắng sự sợ hãi của bản thân, nó phát ra tiếng kêu to chói tai, hạ lệnh tấn công cho hàng hà xa số những con xà cổ đang quay xung quanh tôi. Tôi vận chuyển kiếm khí bên trong thân thể mà không phát ra ngoài, chỉ thắp lên một điểm sáng ở trên mũi kiếm pháp sư trai chám. Ngay lúc mà xà cổ đều đã hóa hình xong, tôi liền thi triển ra bạo vũ kiếm mà võ đạo đã thất truyền từ lâu. Hiện tại đã có hàng ngàn hàng vạn con xà cổ mai phục bên cạnh tôi, cùng nhau gào rú lên cắn tới. Lôi đình băng tháp thiên hà liệt, bạo vũ khuynh bồn kiếm hoàng hôn. Tức là tựa thế sấm sét đánh nước thiên hà, kiếm hoàng hôn rơi như mua to chút nước. Xà ảnh trùng trùng, kiếm vũ điệp điệp. Bên trong tầng tầng xạ ảnh, chỉ thấy một điểm kiếm sáng dựa theo chiêu kiếm mà nối tiếp thành dây, lại đan chéo thành lưới. Sau khi vướng vào lưới kiếm dày đặt thì xà cổ liền hóa thành từng luồng từng luồng xương mù xanh, nhanh chóng tan biến. Không thấy máu, độc tính của xà cổ cũng không thể kích phát ra được, những xương mù xanh này không thể tạo thành bất cứ thương tích gì cho tôi. Không cần dùng đến kiếm khí lưu hình, không dùng đến kiếm hải, cũng không dùng kiếm khí cự long, tôi chỉ dựa vào kiếm pháp võ đạo, kiếm ý của bạo vũ kiếm để diệt sát xà cổ. Kiếm khí bị tôi áp chế chặt chẽ bên trong thân kiếm, chỉ dựa vào uy lực của bản thân kiếm pháp để diệt trừ xà cổ, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu không có kẻ hở. Kiếm đạo không có cảnh giới cuối cùng, ba đạo kiếm pháp thái cổ tuy rằng đã đạt đến đỉnh cao, có uy lực vô cùng. Tâm hữu mãnh hổ, tế khứ sắc vi, tức là dù là mãnh hổ cũng có khi ngửi hương vi. Ý nói rằng, dù có là mãnh hổ thì cũng có khi bị những thứ nhỏ bé, dịu dàng như hoa tường vi khuất phục. Bạo vô kiếm trong tay võ giả đương nhiên không thể so được với thuật pháp thần thông của cao thủ tu đạo, nhưng mà khi bộ kiếm pháp này được tôi dùng đạo thể thiên tôn thi triển ra lại thêm tạo nghệ của tôi đối với tu hành kiếm đạo thì lập tức có thể sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. chương 849, Diệt sát cổ thần 1 Chiêu thức bạo vũ kiếm cũ kỹ này ở trong tay tôi lại có thể phát ra một sinh cơ hoàn toàn mới, đến cả bản thân tôi cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đại đạo khó cầu, thiên tôn khó chứng, vác theo cờ chiêu hồn của ma đạo trên vai nên tôi vô cùng khát cầu đối với việc để tăng tu vi cảnh giới, bởi vì chỉ có thực lực mạnh mẽ thì mới có thể dẫn dắt ma đạo từng bước trưởng thành, đánh thắng trận chiến phong thần. Hơn nữa tôi bị ma đạo tổ sư tính kế vô cùng chặt chẽ, cơ duyên trên con đường tu hành thì cũng vô cùng vô tận hơn so với người khác, để thăng cảnh giới thần tốc, chỉ ngắn ngủi 30 năm tu hành đã có thể thắng được người khác tu hành 3.000 năm. Lúc đầu tôi cũng hoài nghi, nhưng hiện tại sau khi biết bản thân chính là thân thể niết bàn của ma đạo tổ sư thì tôi không còn cảm thấy kỳ quái nữa cả đường này tôi cứ như là cưỡi ngựa xem hoa nhưng lại phi nhanh đi trên thực tế con đường mà tôi đi qua đều là đường mà hắn ấy đi qua những khó khăn khốn cảnh trên con đường tu hành đều đã bị hắn xem qua và giải quyết hết rồi cũng bởi vì bản thân tôi thăng cấp quá nhanh cho nên mới khiến cho bản năng của tôi lơ là đi rất nhiều thứ trước kia tôi vẫn luôn lấy chiến lược làm tiêu chuẩn nhưng lại không biết rằng đại đạo không nơi nào không có một góc nhỏ bé cũng có thể rình mò được huyền cơ của thiên địa. Bạo vô kiếm của võ đạo không thể đối kháng nổi một chiêu của thiên tôn, đừng nói đến thiên tôn, cho dù chỉ là một cao thủ thuật pháp thần thông ở cấp nửa bước thiên tôn thì cũng không đánh lại. Nhưng mà dùng để đối phó với xà cổ có độc tính mãnh liệt, nhưng lực phòng ngự lại chẳng được bao nhiêu thì lại rất có tác dụng. Là vì xích có sở trường, thốn có sở đoàn, xà cổ do cổ thần phát ra hiếu hình vô thực nên không thể tổn thương được, tốc độ lại cực nhanh, một khi bị cắn chúng thì đạo thể thiên tôn cũng khó mà ngăn cản được. Tôi dùng bảo vũ kiếm đã có thể giải quyết vấn đề này một cách hoàn mỹ, lại hợp với kiếm đạo áo nghĩa, quả thực là so với xây dựng kiếm hải để hố chết thiên tôn càng khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn. Theo sự công kích gần như điên cuồng của bảo vũ kiếm, xa hình ẩn nấp bên trong không khí dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà biến mất, lần lượt hóa thành từng màng xương mù màu xanh, chậm rãi tiêu tán. Đợi đến khi tôi chém chết một con xà cỗ cuối cùng thì bầu không khí khôi phục lại sự yên tĩnh, tôi lại lần nữa quay người đối mặt với độc xà cổ thần phóng thích xà cổ là thần thông công kích chủ yếu của cổ thần thực ra bản thân cổ thần thì không có lực công kích quá mạnh còn xa mới so được với những hung thú hồng hoang đồng cấp nhìn thấy chỗ dựa là xà cổ của nó đã bị tôi dùng kiếm pháp phá vỡ ý niệm oán độc trong mắt cổ thân lại càng mãnh liệt hơn đồng thời còn có một chút hoang mang toàn bộ quá trình chiến đấu tôi không hề dùng đến bất cứ thần thông của thiên tôn nào cũng không hề giải phóng ra thần niệm của thiên tôn đỉnh phong để áp chế nó cái tôi dùng chỉ là kiếm pháp phó đạo nhìn thì bình thường nhưng thật ra lại hàm chứa áo nghĩa mạnh nhất của kiếm đạo. Cổ thần rất hoang mang, hiển nhiên là với tâm trí của nó thì không thể nào lý giải được chuyện này. Nó âm mưu muốn dùng uy áp của thần niệm để kiềm chế tôi, thần niệm cuồng cuộn như thủy triều nhưng tôi lại giống như một viên đá cứng đầu giữa dòng nước, căn bản không hề bị dao động. Tôi hy vọng rằng nó có thể chủ động rút lui, như vậy thì tôi chỉ cần giải thích với Mộ Vân phàm về chuyện kiếm pháp là được rồi nhưng mà nếu như bản thân nó phát động công kích với tôi thì tôi cũng không thể nào tiếp tục che giấu thân phận nữa đáng tiếc là bản thân cổ chính là tà ác tuy rằng nó cũng sẽ sợ hãi nhưng mà đó chỉ là khi đối mặt với uy áp thần niệm của thượng vị giả mà biểu hiện của tôi chỉ khiến nó cảm thấy hoang mang hoàn toàn không đủ để khiến nó rút lui quả nhiên sau một lúc rằng co thì bản thân con độc giả cổ thần này rốt cuộc cũng xông lên bản thân cổ thần có hình thể như cự long vừa động đậy thì sát ý đã kích động khiến cho toàn độc nha cốc lập tức thay đổi núi nhổ xương mù xám hóa thành tinh phong sầu vân. Mộ vân phàm vốn vẫn đang khổ sở chống đỡ nhưng sau khi bị sát ý ngập tràn của cổ thần phủ xuống thì thân thể choáng một cái liền há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tự quay đầu nhìn thảm trạng của cô ấy chỉ sợ cổ thần còn chưa xét đến trước mặt tôi thì mộ vân phàm đã không để chống đỡ nổi nữa rồi. Mặc dù cảnh giới của cô ấy là nửa bước thiên tôn nhưng lại có một khoảng cách vô cùng lớn đối với đỉnh phong, hơn nữa lại không hề trải qua kinh nghiệm sinh tử để ma luyệt, thần hồn vô cùng yếu ớt, trên thực tế lực chiến đấu còn không bằng cả vương giả dũng sĩ của mộc tộc có thiên tính tự nhiên. Thế vậy, tôi không còn do dự nữa, giải phong ấn của huyền quan trong phút chốc, đồng thời còn mở ra huyệt thần đình. năm 850, Diệt sát cổ thần 2 Huyệt thần đình vừa mở ra ba đại kiếm thai thái cổ liền cảm nhận được sự tồn tại của cổ thần, chúng nó liền lập tức bạo phát kiếm quang, thân kiếm kêu lên long cong, lần lượt lộ ra hình thái khát khao, chỉ đợi thần niệm của tôi ra lệnh liền nhào lên diệt sát cường địch. Ba kiếm đạo thái cổ tồn tại bên trong huyền quan cho nên cổ thần không thể cảm giác được, huyệt thần đình mở ra, liên thông ngoại giới với bên trong huyền quan, thì rốt cuộc nó cũng phát giác ra được nguy hiểm đang đến gần, bên trong đôi mắt oán độc không còn cảm giác hoang mang nữa, thay vào đó là tâm tình hoảng sợ của nó. Một khắc sau, cổ thần liền quay đầu rời đi, thân thể xà độc vô cùng khổng lồ liền biến mất bên trong sương mù màu xám. Thế nhưng mà tôi đã mở ra huyền quan rồi, làm sao lại có thể dễ dàng tha cho nó rời đi được? Kiếm thai thần kiếm bay ra khỏi huyệt thần đình, truy giết theo nhanh như tia chớp, chỉ nghe một tiếng oanh cực mạnh, núi rung đất chuyển, cả độc nha cốc đều bắt đầu run rẩy, vách đá hai bên liên tục có đá lớn cuồn cuộn rơi xuống. Thần kiếm mỉu mỉu, như sấm sét giữa trời quang, độc xa cổ thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết, kiếm khí nổ tung đã trực tiếp khiến cho thân thể của cổ thần bị trọng thương, cũng đã khóa chặt vị trí của nó. Sau đó kiếm thai ma kiếm cũng ra khỏi huyệt thần đình, ma kiếm thao thao, ngay lập tức khiến cho thân thể cổ thần nát bấy. Tiếp đó là đến lượt kiếm thai quỷ kiếm ra tay, quỷ kiếm u u, tận diệt quỷ thần, trực tiếp khiến cho thần hồn của cổ thần tận diệt thành cho. Ba kiếm thai thái cổ phối hợp chặt chẽ với nhau một cách hoàn mỹ, không để lộ sơ hở nào, đã khiến cho cổ thần ở cảnh giới thiên tôn đến cơ hội để trở tay cũng không có thì đã bị thần hình câu diệt. Vừa mới cảm ngộ được sự vi diệu của mãnh hổ người hương tường vi trong kiếm pháp võ đạo, sao lại bị thán phục bởi uy năng hủy diệt của ba kiếm đạo thái cổ khiến cho tôi không khỏi phải cảm thán sự vĩ đại của kiếm đạo tôi đem ba kiếm thai thái cổ thu về bên trong huyền quan quay người định xem xét vết thương của mộ vân phàm nào ngờ lại phát hiện cô ấy đang dùng một vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mang kinh ngạc nhìn tôi thần hồn có bị thương hay không tôi hỏi mộ vân phàm chỉ lắc lắc đầu không nói chuyện ánh mắt vẫn dính chặt vào người tôi tôi biết cô có rất nhiều nghi vấn hỏi đi tôi thở dài một hơi nói lần này mộ vân phàm mới thu ánh mắt lại nhưng vẫn lắc đầu không nói gì việc này khiến tôi cảm thấy kỳ lạ liền hỏi tại sao không hỏi. Được thôi, nếu như ngươi đã muốn ta hỏi vậy thì ta hỏi thôi. Cổ thần có phải là bị ngươi giết rồi không? Ừm, có thể giết được một cổ thần ở cảnh giới thiên tôn trong chớp mắt, nói rõ rằng chiến lực của ngươi ít nhất cũng ở trên cảnh giới thiên tôn, có đúng không? Đúng ngươi dùng kiếm nhập đạo, có đúng không? Đúng, trong tam giới người có thể dùng kiếm nhập đạo, lại có được chiến lực thiên tôn vốn không hề nhiều. Trận chiến phong thần sắp đến, thiên tôn kiếm đạo của hai đạo nhân tiên không thể nào xuất hiện ở chấn Nam Quan, người cũng tuyệt đối không phải là người của âm ti. Ừm, ta không hiểu kiếm đạo nhưng mà ta biết ba thanh kiếm nhỏ bay ra từ bên trong huyền quan của ngươi lúc nãy có uy năng vô cùng vô hạn, rất có thể chính là kiếm thai trong truyền thuyết. Ừm, còn phải tiếp tục hỏi tiếp sao? Sư huynh sầm ra không cần nữa. Tôi nói, cô ấy đã chỉ ra rằng tôi đến từ ma đạo, lại nói ra sự tồn tại của kiếm thai cuối cùng cái danh xương sư huynh này chính là trực tiếp xác nhận tôi chính là tạ lan tôi từng theo khương tuyết dương đến toàn chân giáo học đạo cẩn thận tính toán lại thì địa vị của khương tuyết dương ở toàn chân giáo rất cao một tiếng sư huynh này của cô ấy cũng coi như là danh xương với thực thật ra ta vẫn còn một vấn đề muốn hỏi mộ vân phàm do dự nói vấn đề gì ngươi có thể nhận ta làm đệ tử ma đạo không thực ra ta cũng không sợ chết đến vậy nếu không thì ta cũng không quay lại tìm ngươi rồi thấy tôi im lặng Mộ Vân Phàm tranh thủ giải thích. Nếu như ta vẫn còn là ma đạo tổ sư thì đương nhiên có thể thu cô làm đệ tử ma đạo, nhưng mà hiện tại lại không được. Tôi nói, cái gì, chẳng thể hiện tại ngươi không còn là ma đạo tổ sư nữa sao? Mộ Vân Phàm lắp bắp kinh hãi, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô ấy tôi liền sinh ra một loại xúc động muốn thổ lộ hết tất cả. Thực ra có rất nhiều vấn đề bản thân tôi cũng hiểu rõ nhưng mà lại không thể giải thoát bản thân khỏi tâm tình phức tạp này. Chỉ là những câu chuyện liên quan của tôi quá dài nơi này cũng không phải là nơi thích hợp để kể chuyện. Bọn họ vẫn còn ở bên ngoài chờ đợi, quay lại trước đi, chúng ta vừa đi vừa nói, nhớ rõ là phải giúp ta che giấu thân phận. Tôi nói, được, những người thủ thành nhìn thấy chúng tôi ra khỏi độc nha cốc liền thở phào một hơi. Có người hỏi đến dị động phát sinh ra từ bên trong độc nha cốc, giải thích của mộ vân phàm chính là cô đã sử dụng thần thông mật pháp của toàn chân để rời núi lấp lên huyệt động ban đầu của cổ thần tuy rằng vẫn có người hoài nghi nhưng bởi vì tướng quân trị uy của cô ấy vẫn còn đó cho nên chẳng ai dám hỏi nhiều hơn quan trọng nhất chính là những người thủ thành này đa số đều có tu vi thấp cho nên trừ phi tận mắt nhìn thấy còn nếu không thì họ căn bản không thể đoán được gì còn suy đoán của tôi về cổ thần trước đó mộ vân phàm nói rằng không có chứng cứ nhưng mà cổ thần xuất thế vốn không phải chuyện nhỏ cho nên cô ấy vẫn phải báo cáo lên khoa linh dị đợi họ đến xử lý sau khi giải quyết xong Mộ Vân phàm để cho Tống Thanh Sơn ở phía trước dẫn đường quay về trấn Nam Quan, tôi và cô ấy đi theo xa xa ở phía sau đội ngũ, dùng thần niệm truyền âm để trò chuyện. Thực ra những chuyện liên quan đến tôi mỗi một chuyện đều là bí mật kinh thiên động địa, nhưng chẳng biết vì lý do gì tôi lại rất muốn nói hết tất cả những thứ liên quan đến tôi cho một đạo cô tướng quân rất đối bình thường trong tam giới này. Có lẽ là bởi vì cô ấy cũng là đệ tử của Toàn Chân có một loại thân thiết đến từ mặt tình cảm. Lúc làm đệ tử Toàn Chân, tôi vẫn đơn thuần chỉ là bản thân tôi lúc đó tôi vẫn chưa tỉnh ngộ đạo thất sát cũng chưa lĩnh ngộ được kiếm thất sát, chỉ là một đệ tử người phàm vừa mới gia nhập đạo môn. Quan trọng nhất chính là lúc đó tôi vẫn chưa phải là ma đạo tổ sư, lúc đó tôi chỉ là tạ lan, đồ đệ của Khương Tuyết Dương. chương 851, Ma Đạo Giáo Chủ một Tôi với mộ vân phàm đi rất chậm, đợi khi nhìn thấy chấn nam quan khuất đằng xa, câu chuyện và vướng mắc của tôi cũng được giải bày hết cả đời tôi chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ biết được tâm tư giấu kín trong lòng của ma đạo tổ sư càng không ngờ do chính đạo tổ kể cho tôi nghe nghe xong câu chuyện mộ vân phàm cảm khái nói vậy giờ cô đã hiểu nỗi khổ của tôi ở đâu chưa tôi hỏi đạo tổ cô vẫn gọi ta là tạ nhị là được rồi tôi ngắt lời cô ấy chỉ tính kiếp này tôi lớn hơn cậu vài tuổi tôi tôn trọng ý kiến của cậu vậy tôi cứ gọi cậu là tạ nhị thôi nhé mộ vân phàm nói ừ nói cảm nhận của cô đi Tôi có thể hiểu vướng mắc của cậu, trước đây tôi cũng từng gặp phải, là lúc Khương Tuyết Dương phản bội toàn chân giáo. Lúc ấy tôi thường tự hỏi, đây thật sự là lựa chọn của bản thân cô ấy, hay là do vận mệnh ép buộc? Mộ Vân phàm nói, việc Khương Tuyết Dương phản bội toàn chân giáo là cú đả kích rất lớn đối với đệ tử toàn chân. Long Hồ Hành Tẩu đã thất truyền, núi Trung Nam có Khương Tuyết Dương. Toàn chân giáo đã sớm quen xem cô ấy là niềm tự hào của đạo thống, là vinh dự của núi Trung Nam. Sư môn vì để bồi dưỡng cô ấy mà dốc bao nhiêu tâm huyết, trưởng giáo vương trùng đối xử với cô ấy như con ruột, lấy hết tất cả tài nguyên tu hành cho cô ấy tùy ý sử dụng. Điểm này, tôi đã nhận ra từ lúc nhận được chiếc dương từ tay trưởng giáo toàn chân. Trước giờ Khương Tuyết Dương ít biểu lộ tình cảm, nhưng tôi có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc của cô ấy đối với toàn chân từ lời nói mà cô ấy đã nói lúc rời khỏi toàn chân. Lớn lên ở toàn chân, nhận được sự yêu ái của sư môn, trong lòng lại nghĩ đến ma đạo kẻ mà sư môn không thể chấp nhận được. Khương Tuyết Dương không những không hề để lộ một chút khác thường nào, mà còn từng bước trở thành thiên hạ hành tẩu của toàn chân giáo. Ẩn nhẫn nhiều năm như thế, không phải ai cũng làm được. Lý do tôi cực kỳ tôn trọng Khương Tuyết Dương, không dám xem nhẹ kinh thường cô ấy, chính là vì nể phục tâm tính kiên định của cô ấy. Lúc thần hồn của cô ấy đã vỡ vụn, ký sinh hồn phách vào huyền quan của tôi, chúng tôi vẫn có thể dùng linh hồn chân thành nói chuyện với nhau, khi cô ấy dùng cơ thể hoa sen trùng sinh, tôi hiểu tâm sự của cô ấy, không dám nhắc đến tình cảm nam nữ nữa. Tình yêu đối với cô ấy, mãi mãi không sánh bằng lòng kính trọng cô ấy. Điều khiến tôi nghĩ mãi không thông, là vì Khương Hành Tẩu rõ ràng có thể đi một con đường quang minh chính đại, tại sao phải vì một ma đạo không có chút hy vọng nào mà phản bội toàn chân thậm chí không màng đến sống chết cơ chứ. Cho dù cô ấy không xem trọng toàn chân, với tư chất và ngộ tính của cô ấy, thì trong thời đại mạt Pháp mà muốn phi thăng lên nhân đạo tổ đình hàm cốc quan cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà thật ra tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại đưa ra quyết định đó tôi nói khương tuyết dương không giống tôi cuộc sống của tôi không thể thoát khỏi bàn cờ đã ma đạo tổ sư được sắp đặt từ trước mà khương tuyết dương vốn không phải là tham lang hộ pháp thiên tôn niết bàn là một sinh mạng hoàn toàn mới cô ấy có sự lựa chọn riêng của mình khúc mắc của cậu là do cậu đã đánh mất đi bản thân cậu cho rằng cậu trở thành ma đạo tổ sư không phải do lựa chọn của bản thân mình muốn vậy tôi hỏi cậu lựa chọn của Khương Hành Tẩu có phải là do bản thân cô ấy muốn hay không? Mộ Vân Phàm hỏi, đạo tâm của Tuyết dương thông minh tuyệt đỉnh, sẽ không dễ dàng lầm đường lạc lối, càng không chịu khuất phục đâu. Tôi nói, vì thế, lựa chọn của cô ấy vốn chẳng phải do cô ấy khuất phục trước mệnh cách tham lang, mà chính bản thân cô ấy muốn trở thành vị tướng bày mưu tính kế hỗ trợ cho ma đạo, và cậu cũng thế. Mộ Vân Phàm nhìn tôi nói, ý của cô là, do bản thân tôi muốn làm ma đạo tổ sư nên mới trở thành ma đạo tổ sư, không phải do kế hoạch của ông ấy mà ra sao. Mọi nghi ngờ đều bắt nguồn từ bản thân mình, thật ra cậu chưa từng đánh mất bản thân. Theo tôi, cậu và ông ấy căn bản là hai người khác nhau. Mộ Dung Phàm nói, tôi vẫn không thể chấp nhận được, tôi trầm tư một lúc rồi nói, cậu không chấp nhận được việc mình là chỉ tiếp nối sinh mạng của ông ấy, giống như tiên đạo tổ sư Mộ Dung Nguyên Duệ là kiếp sau của cửu thiên huyền nữ. Nhưng mà cậu cũng biết, Mộ Dung Nguyên Duệ bây giờ không phải cửu thiên huyền nữ ngày trước mà. Tôi khác với Mộ Dung Nguyên Duệ, cô ấy thức tỉnh ký ức của Cửu Thiên Huyền Nữ, cô ấy nắm rõ nguồn gốc lai lịch của bản thân, mà tôi từ đầu đến cuối đều bị giấu giếm không biết gì hết. Tôi nghĩ rằng chuyện này vừa hay đã chứng minh, ông ấy không có ảnh hưởng gì đến cậu cũng không hề lừa gạt cậu, nếu không cậu cũng sẽ không nảy sinh nghi ngờ đâu. Rốt cuộc tôi có phải là ông ấy hay không, tôi nghĩ vấn đề này không quan trọng đâu. Mộ Vân Phàm suy nghĩ một lúc rồi nói, không quan trọng sao, quan trọng là hai người đã lựa chọn trở thành một người. Quỷ thần Minh Minh, tự lực tự cường, tôi và ông ấy đều chọn trở thành Ma đạo tổ sư, nguyện chết bảo vệ giáo lý Ma đạo, chúng sinh bình đẳng, không phân biệt chủng tộc. Cái gọi là chuyện mình quáng, chuyện người sáng chính là như thế. Tôi không ngờ nhận xét của Mộ Vân Phàm về thân thế của tôi lại sâu sắc rõ ràng đến thế. Khi quay về trấn Nam Quan, Mộ Vân Phàm đi tìm binh đoàn trưởng báo cáo những chuyện liên quan đến độc nha cốc. Chương 852, Ma đạo giáo chủ 2. Sự tồn tại của cổ thần không thể coi thường, sau khi binh đoàn trưởng nhận được thông tin lập tức thông báo cho cán bộ cấp cao khoa linh dị, tiếp đó khoa linh dị phái người đi kiểm chứng. Nhưng mà, vì cổ thần đã bị tôi tiêu diệt, mối nguy hiểm của độc nha cốc đã được giải quyết ổn thỏa, nên người của khoa linh dị lục tung cả độc nha cốc mà không phát hiện ra được điều gì, quan trọng nhất là tạo ẩn bế quan, từ phúc cũng đang có chuyện cần phải giải quyết, nên hai người họ đều không đến. Nếu không, với thần niệm cảm ứng của họ, chắc chắn có thể phát hiện được khí tức bất thường trong thập vạn đại sơn. Những ngày sau đó, binh đoàn năm chúng tôi vẫn luôn túc trực và sẵn sàng có mặt như thường lệ. Mộ vân phàm giúp tôi che giấu thân phận, nhân tiện thăng chức cho tôi làm phụ tá cho cô ấy, như vậy chúng tôi sẽ có nhiều thời gian ở cạnh nhau. Việc cất nhắc tôi dễ dàng như vậy, trong nội bộ binh đoàn năm tất nhiên sẽ có người không hài lòng, nhưng mà tu vi mộ vân phàm cao thâm siêu Việt, còn là tướng chấn thủ biên cương, nên không có ai dám dị nghị điều gì tiếp xúc lâu ngày với cô ấy, tôi cũng biết được nhiều chuyện liên quan đến cô ấy. Đạo không nhắc tới tuổi thọ, tuổi tác của mộ vân phàm cỡ bằng Khương Tuyết Dương. Cuộc đời tu hành dài rằng rằng, mộ vân phàm hầu như đều sống trong núi Trung Nam. Tôi có nỗi khổ tâm của tôi, cô ấy cũng có vướng mắc của cô ấy. Tôi vốn dành hết thời gian lo toàn chiến sự ma đạo, tu hành kiếm đạo, vì không nhập thế truyền đạo, cũng không hiểu được vướng mắc của người tu hành khác. Quen biết mộ vân phàm, giống như giúp tôi bổ túc một lớp học vậy. Tôi giúp cô ấy giải quyết khó khăn, cũng từ đây dần dần tìm lại sơ tâm của bản thân, nhớ lại nguyên nhân vì sao tôi dơ cao cờ chiêu hồn của ma đạo. Tuy rằng thời đại mạt Pháp đã kết thúc từ lâu, đôi lúc tôi vẫn cứ muốn tin đây chỉ là một giấc mơ. Trong thời đại mạt Pháp nhân gian còn giữ được thái bình thịnh thế, tôi có thể yên tâm ở lại núi Trung Nam mộ đạo tu hành. Bây giờ nguy hiểm bao trùm lấy nhân gian, nhân đạo lại chỉ bỏ tâm phí sức lo chuẩn bị cho cuộc chiến phong thần, nên dù tôi không muốn tham chiến, cũng không thể trơ mắt nhìn chúng sinh lâm vào cảnh lầm than, chỉ đành lựa chọn rời khỏi toàn chân giáo. Mộ Vân Phàm nói, chiến tranh không dứt tai họa không hết, cuộc chiến phong thần là điều tất yếu sẽ xảy ra, cho dù cô trở thành đệ tử ma đạo thì tương lai cũng phải tham chiến thôi. Tôi nói, thiên đạo vì sao muốn khởi động chiến tranh bàn cờ chứ? Mộ Vân Phàm hỏi, mới đầu có lẽ muốn dùng để suy diễn quỹ đạo của vận mệnh, nhưng giờ đã khác xưa rồi. Vậy bây giờ lại vì điều gì? hiện giờ thiên đạo đã biết vận mệnh chỉ tồn tại trong bóng tối không thể suy diễn được ba trong số đại diễn vạn vật sinh sôi nếu như tam đại chỉ có một đạo sống sót càng ám chỉ vạn vật thống nhất đây chính điểm báo trước của diệt thế giải thích số đại diễn là các con số trong bói toán tử vi hết giải thích ý của cậu là trời muốn tiêu diệt chúng sinh hay sao mộ vân phàm sốt sắng hỏi thiên đạo bất nhân xem vạn vật như cỏ rác nếu như cuộc chiến bàn cờ đã không còn ý nghĩa gì hết Thiên đạo cũng sẽ không muốn tiếp tục vì điều này mà phí công phí sức duy trì cái gọi là pháp tắc của Thiên đạo, chỉ có diệt thế hắn mới có thể thoát khỏi pháp tắc này. Tôi nói, nếu như cậu đã đoán được kế hoạch của Thiên đạo, thì tại sao Ma đạo vẫn muốn tham gia cuộc chiến phong thần chứ? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cho dù Ma đạo không tham chiến thì hai đạo nhân tiên cũng sẽ không buông tha cho Ma đạo. Nếu như đã không thể tránh khỏi kiếp nạn, chỉ còn nước đối diện với nó thôi. Mới đầu tôi cũng muốn để Ma đạo tránh xa khỏi bàn cờ đáng tiếc là hiện giờ ma đạo hoàn toàn không đó năng lực tránh xa nó trước đây tôi cảm thấy trận chiến phong thần thật vô nghĩa nhưng giờ nghe cậu nói tôi mới hiểu cuộc chiến phong thần là điều tất yếu sẽ xảy ra cho dù tôi không ở trong đạo môn thì đến cuối cùng cũng sẽ bị kéo vào vũng bùn này thôi nếu như một ngày nào đó cậu nghĩ thông suốt rồi sau đó bằng lòng tiếp tục làm ma đạo tổ sư nhớ thu nhận tôi làm đệ tử ma đạo tôi vẫn không hiểu tại sao cô muốn trở thành đệ tử ma đạo nếu như chỉ vì muốn kết duyên với tôi thì không cần phải vậy đâu bởi vì chỉ có ma đạo mới dám đối đầu trực tiếp với vận mệnh của bản thân cũng chỉ có ma đạo mới dám đối địch với thiên đạo mộ vân phàm kiên định nói thật ra kể từ giây phút ma đạo giáng thế đã trở thành kẻ thù của thiên đạo rồi ông ấy đề xuất giáo lý chúng sinh bình đẳng cũng đã tính cả thiên đạo vào trong đấy nếu như cậu là ông ấy năm xưa cậu sẽ đưa ra giáo lý gì cho ma đạo mộ vân phàm đột nhiên hỏi tôi không trả lời cô ấy ngay lập tức một khoảng thời gian dài sau đó tôi đều suy nghĩ về vấn đề này tiên đạo phân biệt tôn ti cao thấp nhân đạo là vô vi nhi trị cả hai nhìn có vẻ khác biệt nhưng thực chất đều vô tình như nhau mà ma đạo có tình cũng vì ma đạo có tình mới đối địch với kẻ vô tình như thiên đạo giải thích câu vô vi nhi trị nghĩa là cách quản lý trao quyền của đạo gia ngụ ý thuận theo tự nhiên để cai trị vạn vật vô vi nhi trị về bản chất chính là loại bỏ sức ép cao từ bên trên tạo ra sức mạnh từ dưới lên tức là đòi hỏi người lãnh đạo cần thực hiện việc trao quyền đầy đủ, khiến cho cấp dưới có cơ hội và điều kiện phát huy đầy đủ tài năng, đồng thời điều khiển và bảo vệ nhân tài một cách thỏa đáng. Hết giải thích, nếu tôi là ông ấy khi xưa, tôi sẽ đưa ra giáo lý gì cho ma đạo đây? chương 853, từ phúc thủ đoạt 1 Chớp mắt hai tháng đã trôi qua, tôi đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống của lính thủ thành, cũng dần dần quên đi bản thân chính là ma đạo tổ sư. Tôi không muốn thuận theo số phận do ông ấy sắp đặt, lại không tìm ra giáo nghĩa ma đạo của riêng mình. Vì thế, tôi chọn từ bỏ tất cả, ngoài trừ thỉnh thoảng đàm đạo thuật pháp tu hành với Mạc tướng quân, tôi hầu như dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu kiếm pháp võ đạo, bắt đầu từ từng chiêu một. Càng nghiên cứu, càng cảm thấy sự kỳ diệu của kiếm pháp võ đạo. Thái cổ tam kiếm đều là vật có sức mạnh đáng sợ giữa vũ trụ hư vô, do trời sinh cũng do trời nuôi dưỡng. Mà kiếm của võ đạo lại là dựa trên sức mạnh của con người là kiếm pháp được người luyện võ đúc kết từ trí tuệ của nhân tộc. Chỉ xét uy lực, kiếm pháp võ đạo không thể nào sánh bằng một phần vạn thái cổ tam kiếm. Tất nhiên lúc tôi liên kết sự tồn tại của con người giữa trời đất và kiếm đạo, kiếm pháp của võ đạo từng chiêu thức dường như có thể cảm ứng với trời đất. Một chiêu chinh phục thế giới, một ý nghĩ tiến tới thiên đường. Hai tay cầm chặt chuôi kiếm, một kiếm chính là sự vĩnh hằng. Bình minh đang lên, trời chưa sáng hẳn, leo lên trấn Nam Quan mới biết, màn trời bị đám mây đen che phủ. Đám mây từ phương Nam kéo tới, mấy con quả đen bám trên chấn Nam Quan, tưởng chừng như muốn nghiền nát tòa thành này vậy. Hiện tượng thời tiết bất thường gây chấn động đến cán bộ cấp cao Khoa Linh Dị, đích thân từ Phúc đến chấn Nam Quan, sau đó cũng bắt đầu điều động đội quân chủ lực được trang bị kỹ thuật công nghệ cao của Khoa Linh Dị đến hỗ trợ. Lần này Khoa Linh Dị tiêu tốn hết một khoảng tiền lớn, không chỉ chuẩn bị vũ khí bức xạ điện từ phân khối lớn, còn có gần 200 vạn binh sĩ được trang bị đầy đủ công nghệ điện từ chất lượng cao,